cô ơi, cho tôi hỏi, đây có phải là tàu đi xuyên việt Bắc Nam không cô? Đúng rồi em. À, vậy cái vé này là đi toa tàu số 5. Đúng rồi, đây là toa tàu số 5. Dạ. Ghế của em là ngồi cuối cùng nha. Dạ. Sinh viên phải không? Về dạ. Quê hả? Sinh viên sư phạm. Ừ. Em về quê thăm má. Ừ. Cảm ơn cô nhiều nha. Em đi vui vẻ nha. Dạ. Cô, cho tôi hỏi cái đây có phải tàu Bắc Nôm cô? Hả? Tàu Bắc Nôm. Tàu đây có phải là tàu Bắc Nôm không? À đúng rồi, tàu Bắc Nam. Cho tôi hỏi trên tàu có toilet không? Toilet. Nhà vệ sinh đó hả? Nhà vệ sinh. Dạ có. Dạ. Anh ơi. À quên. À. Chị tìm toa tàu hả? Chào em. Dạ. Em thọc tay vô túi quần, chị bồng con chị lấy không được. Tay túi quần á, chị nhét sau chổng á, có hai cái vé chổng lấy giùm chị đi. Dạ, chị để em bồng bé, còn hoặc là chị bỏ bé dưới đất rồi chị lấy đi chứ em cũng ngại. Dạ. Xin lỗi nha. Con đứng xuống chút xíu nha con. Đứng xuống nha. Cưng quá. Qua đây. Qua đây đứng kế con nha, đừng có đi xa mẹ nghe chưa. Xinh xắn quá vậy, mấy tuổi? Đây. Rồi, nè cô coi mình tôi đi. Hai cái vé này có phải là toa này không? Đúng dạ không? Đúng rồi chị. Ủa mà chị, sao chị không mua một vé thôi? Em bé còn nhỏ quá, hai mẹ con mua một vé là ngồi được rồi. Ủa vậy hả? Dạ. Em, bây giờ em giữ con chị nha, chị dạ. Đi chút. Ê, chị đi đâu vậy? Đi đổi vé. Đó, bây giờ mình trả cái vé lại đó là đỡ nửa tiền đó. Dạ đâu có được chị, vé mua rồi chị đâu có trả lại được. Không trả lại được hả? Dạ. Vậy hay bây giờ á, hay bây giờ em á, em lấy tiền túi của em á, em mua giùm chị vé đi. Đó, cô coi như là bây giờ á em cứ giữ ha, xong rồi cái em bán lại cho cái người nào mà người ta cần á, chị lấy em nửa tiền thôi ha. Coi như chị mua lon sữa cho con chị mà. Mua chị đi. Dạ đâu có được chị, vé đã xuất rồi, trên nguyên tắc á là vé xuất rồi là không có mua không có bán gì được nữa hết trơn á. Chưa thấy cô xách vé nào mà tận tình mà đúng nguyên tắc như em hết trơn á. Thôi chị ơi, ủa mà chị giữ vé này lại làm gì? Không có xài mà phải không? Chị giữ lại làm kỷ niệm đi chị. Kỷ niệm? Thôi chị tặng em làm kỷ niệm nè. Giữ đi. Rồi cái có gì đưa cho ai cần cũng được, hay là em giữ làm kỷ niệm ha. Đúng rồi. Một lát chị với con chị á đi lên tàu á, em chỉ cần em ưu tiên cho mẹ con chị xài nhà vệ sinh lâu lâu chút là được rồi. Dạ. Em rồi. Cảm ơn chị nha. Rồi. Dạ. Vé của chị ngồi ghế đầu tiên nha. Ủa này ngồi giữa mà. Dạ ghế đầu tiên gần toilet chị. Trời đã quá, cảm ơn em nha. Lên con. Hay. Rồi. Cảm ơn. Bye bye con. Cẩn thận nha. Hết giờ làm việc, lên phòng, không, lên toa chính gặp tôi. Nhớ cầm theo tờ kiểm điểm. Dạ. Ủa sao tự nhiên cầm tờ kiểm điểm lên đó? Em đâu có làm gì đâu. Với bộ ngây ngô, đi qua đi lại thấy hết rồi. Đưa ra đây, đã nói bao nhiêu là lần, làm việc ở trên tàu là phải theo nguyên tắc. Không có nguyên tắc là không có được làm việc, mà đã làm việc là phải có nguyên tắc, hiểu dạ, chưa? Dạ nhưng mà mình làm ở đây là mình phải giữ nguyên tắc. Đưa cái vé cho em đây. Tại sao cái người kia hai người đi vô tàu mà chỉ lấy vé một người? Đưa cái vé đây. Không có được giữ vé rồi bán chợ đen nghe chưa? Sao em làm gì anh cũng biết hết vậy? Cái chuyện này là bậy bạ, tôi biết, chuyện tốt tôi không cần biết. Hiểu chưa? Làm việc là phải có nguyên tắc, không có nguyên tắc là không có được làm việc.
gì? Dạ cô cho hỏi, đây có phải là tàu thống nhất Bắc Nam không cô? Đây là tàu thống nhất Bắc Nam. Dạ. Vé đâu? À, dạ dạ. Kiếm cái gì? Kiếm cái nạn phải không? Nãy thấy ngồi kia vô để quên nè, có ông phải không? Dạ không. À dạ 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 dạ, của tôi. Dạ, dạ, gặp tôi là người tốt, tôi làm việc có nguyên tắc, nhặt được của rơi trả người đánh mất. Dạ dạ. Đây cô. Rồi. Dạ. Đúng. Ê, đứng lại. Dạ sao cô? Đây là vé của trẻ em chứ không phải là vé của người lớn. Ông tính cầm cái vé này ông đi lên tàu đó hả? Thì vé trẻ em đúng rồi. Ông không phải trẻ em. Sao không trẻ em? Trời ơi, cái mặt gì mà trẻ em hả? Ai tin? Đúng rồi, lớn chồng ngồng gì sao trẻ em được? Đó, thấy người ta nói không? Không phải cô. Ừ, cái cô kia có kêu là vé trẻ em nó bằng với lại vé người tàn tật. Cái gì? Dạ. Người tàn tật hả? Dạ. Vậy chứ giấy chứng nhận đâu? Giấy chứng nhận hả? Ừ. Ờ, hồi nãy mua tôi cũng nói là tôi không có giấy chứng nhận tàn tật. Rồi xong cái cô bán vé cổ đưa vé này cho tôi vậy thôi à. Theo nguyên tắc là phải có giấy chứng nhận của người tàn tật thì mới được sử dụng vé của người tàn tật, người già và người trẻ em. Cô thông cảm đi, bây giờ tôi tàn tật thiệt mà, tôi đâu có giấy chứng nhận tàn tật đâu cô. Làm sao tôi tin được ông tàn tật? Nè. Nè cô, nè. Nè. Ủa chứ bộ ai đi cà nhắc rồi có cây nạn cũng là người tàn tật á hả? Dạ đúng rồi cô. Trời ơi, đi vậy dễ lắm, ai đi cũng được hết. Tôi đi cho ông coi, nè. Ôi, đi còn dễ sợ hơn nữa thấy không? Ôi, hay quá. Nói với anh vậy bây giờ ai đi cà nhắc rồi cũng là người tàn tật hả? Tôi không cần biết, nguyên tắc của tôi là có giấy chứng nhận tàn tật thì sẽ được lên tàu bằng cái vé của trẻ em. Còn nếu như không có giấy chứng nhận tàn tật thì đi ra ngoài mua một cái vé bình thường rồi lên tàu. Có hay không có, đi ra ngoài cho người khác lên, nhanh. Đừng có đưa ra cho tôi coi. Cái chuyện này nó không có chứng minh được anh là người tàn tật. Thế nè, cô thấy nè, nè, nó cắt nhượng chân của tôi rồi cô. Đúng rồi, tôi thấy rồi, có nửa bàn chân à. Ờ, tàn tật thiệt mà. Nhưng mà nó không có chứng minh được cái chuyện anh là người tàn tật, anh vẫn còn đi lại bình thường được mà. Ủa sao kỳ, người ta tàn tật thiệt mà, đâu cần đâu. Chị ơi, cho người ta lên đi chị ơi. Nói đâu mà kỳ quá. Tôi nói thiệt với cô, tôi là thợ cưa gỗ ở ngoài đó, cái ông chủ người ta mướn đi vô đây để mà cưa gỗ, mà cái xưởng gỗ nằm trong rừng sâu á, mà trong đó thì mưa gió suốt à, có hôm á mưa quá gió nó giật mạnh á, anh em tụi tôi mới xin ông chủ là cho nghỉ chút xíu đó để núp mưa bão. Ông chủ cũng không chịu, ông bắt anh em tụi tôi á là phải làm cho đúng giờ, cho hết giờ, mà cái xưởng á thì ông đóng nó không có chắc chắn như người ta, gió nó giật quá rồi nó sập luôn, anh em tôi hoảng loạn quá bỏ chạy túa chạy đi, có người bị thương rồi có người rồi cũng mất mạng, tôi thì cũng hoảng loạn quá rồi tôi chạy rồi tôi đá cái chân vô cái máy cưa nó đang chạy á. Trời ơi, trời ơi, ghê quá cô. Vậy sao không đi làm cái giấy chứng nhận tàn tật hả? Trời ơi, vô lấy hả? Tôi sao không đi làm cái giấy chứng nhận tàn tật đi, vô đây kể lễ với tôi làm gì? Không, tôi có đi làm, tôi có đi xin người ta, nhưng mà tôi không có hộ khẩu ở địa phương, người ta không chịu cấp giấy cho tôi. Chuyện đó tôi không cần biết, nguyên tắc là nguyên tắc, có giấy chứng nhận tàn tật thì lên tàu bằng cái vé này. Ôi, còn không thì thôi. Cô thương tình tôi đi, hoàn cảnh tôi giờ tôi khổ quá cô. Tôi làm việc là phải có nguyên tắc. Trời, anh bị gì vậy? Ủa sao què lẹ vậy? Anh bị gì vậy? Tôi không phải tàn tật. Nãy ra ngoài kia lo nhìn quan sát dấp đá đào, rồi người ta nghĩ tôi tàn tật. Có phải cái gì người ta nhìn nó nghĩ là đúng, cái gì phải có giấy chứng nhận hẳn hoi mới được công nhận là tàn tật. Đúng chưa? Bây giờ sao? Cái trường hợp này sao? Dạ thưa anh, chuyện là như thế này. Cái anh này á, anh lên tàu nhưng mà anh lại mua một cái vé bằng vé trẻ em, mà anh đòi lên tàu rồi anh kêu á là anh là người tàn tật mà anh không có giấy chứng nhận tàn tật. Hiểu rồi. Vé trẻ em bằng giá vé người tàn tật. Người tàn tật có thể sử dụng vé cho em để lên tàu. Dạ. Nhưng người tàn tật muốn sử dụng vé cho em lên tàu thì phải có giấy chứng nhận tàn tật. Dạ. Em nói y chang vậy đó. Ảnh vậy. Bởi vậy làm việc là phải có nguyên tắc, không có nguyên tắc là không có được.
Dạ. Nhưng mà chú ơi, tôi mà có giấy chứng nhận tàn tật là tôi đưa rồi, tôi chứ đâu có cò cưa từ nãy giờ đâu. Bây giờ cái chuyện này đơn giản lắm. Bây giờ muốn lên tàu thì mua thêm một cái vé trẻ em nữa thì tính thành một vé người lớn. Ha. Đúng rồi. Đi ra mua thêm rồi, một cái vé trẻ em nữa rồi tính thành vé người lớn. Vé lắm. Mua nữa hả? Mua vé mới được lên tàu. Ha, đừng có tốn thời gian nhiều người chờ đợi lắm. Đúng rồi. Tàu còn chạy nữa. Nhanh đi. Nguyên tắc người ta như vậy mà lui thôi. Giỏi, làm việc là phải có nguyên tắc, không có nguyên tắc là không có cho ai lên tàu hết. Dạ. Anh kia sao không đi mua vé đi? Ra đây. À, vậy hả? Thấy anh tàn tật, tôi thương. Ra đây tôi chỉ cho, không cần phải đi xa. Dạ. Vé đâu? Ê, tôi còn vé cho em. Dạ. Ông mua luôn đi, khỏi phải ra ngoài kia xa, mất công tốn tiền rồi mệt sức nữa. Tôi quen tôi mới bán vậy, làm vậy tôi biết là sai nguyên tắc. Nhưng mà tôi thấy ông tàn tật tội nghiệp, tôi bán cho ông. Bán rẻ cho tôi nha. Bán rẻ cho tôi nha chú. Vé này của người ta gửi bán đúng giá chứ không bán rẻ được. Chứ tiền này là tiền anh em trong xưởng góp vô cho tôi. Sao? Như vậy là sai nguyên tắc đó. Đôi lúc mình phải linh động đó. Nhưng mà nguyên tắc đó là nguyên tắc. Anh đang sai nguyên tắc. Nguyên tắc cái kiểu như cô mà lại 23 năm qua tôi ăn cám mà. Tôi không cần. Im! Đi qua bên kia để người ta giúp người tàn tật. Rồi đưa tiền, cầm vé cho lên tàu. Ha? Bao nhiêu đây? Bao nhiêu? Dạ, gom góp, anh em gom góp hết tất cả mọi người. Tôi tiền tôi mua vé này rồi, còn nhiêu đây để tiền ăn uống dọc đường thôi. Là bao nhiêu? Dạ, 12.500. Thôi đi cha nội, 12.500 mình mua vé không đủ mua miếng đồ ăn ăn nữa. Chú nghĩ sao đi tàu đường dài có 12.500. Chú thương tình tôi đi. Thôi mà không có thương tình gì. Bao nhiêu người đợi tàu còn chạy bằng người ta đợi kìa, thấy không? Đi ra mua vé được thì lên, không bán nữa. Nhanh, đi. Trời ơi, người ta toàn tặc, cho người ta lên đi. Bác bẻ. Rảnh quá có tiền cho người ta tiền mua vé đi. Nhanh lẹ lên, trễ giờ của tôi rồi nè. Ai lên nữa thì lên, không thì tàu chạy nè. Ê, anh trưởng tàu. Biết rồi, đây là tàu xuyên Việt Bắc Nam, dạ, số 5. Dạ. Tôi không có hỏi cái tàu này, tôi hỏi anh thôi đó. Hỏi cá nhân anh thôi đó. Một câu thôi. Anh á, anh có phải đàn ông không? Vô duyên cho già. Không phải đàn ông lấy đàn bà. Không biết à, anh cứ trả lời tôi đi, anh có phải đàn ông hay không? Nhìn không biết sao mà hỏi. Thì bây giờ anh cứ trả lời tôi trước đi, anh có phải đàn ông hay không? Hồi nào giờ cha mẹ tôi sinh ra chưa ai nói tôi là đàn bà. Thì biết là cha mẹ anh sinh ra chưa ai nói anh là đàn bà, nhưng anh trả lời tôi đi, anh phải đàn ông không? Ủa hết câu hỏi rồi hả cha? Có câu nào khác hỏi không? Có. Hỏi đi. Đàn ông có phải là anh không? Quế ông rồi nha. Thì bây giờ cứ trả lời tôi. Tôi là một người đàn ông cao to khỏe mạnh vậy, không phải không lẽ là đàn bà? Có nhiều đứa cao to khỏe mạnh chứ chưa chắc đàn ông. Không tin không? Không tin chứ gì? Đúng không bà con? Đúng rồi. Đúng rồi. Nè, không tin thì kiểm tra đi. Chắc không? Chắc. Nhưng mà nè, vậy thì anh lấy cái gì chứng minh anh là đàn ông? À, có giấy chứng nhận là đàn ông không? Hả? Có giấy chứng nhận không? Chứ nhiều khi nhìn như vậy chứ không phải đàn ông. Ở đây là có nguyên tắc đúng không nè? Nhìn giấy chứ không có nhìn người. Có giấy chứng nhận là đàn ông thì anh sẽ là đàn ông. Mà không có giấy chứng nhận đàn ông thì anh không phải là đàn ông. Anh lấy cái gì chứng minh anh là đàn ông? Im! Để cho người ta nói. Im! Hành khách trật tự, nguyên tắc là phải như vậy. Rồi, mời nữ. Ảnh là một người đàn ông thực thụ. Cô lấy cái gì chứng minh ảnh là đàn ông? Tôi lấy thân thể tôi chứng minh ảnh là một người đàn ông. Ây da! Là sao? Là sao? Là chuyện đó là như thế này. Cái ngày đầu tiên mà tôi bước chân lên đây để tôi làm soát vé thì ảnh có hẹn tôi lên trên toa tàu và ảnh có ấn dê nhẹ chứng tỏ ảnh là một người đàn ông. À, được chưa? Coi như là ảnh có dê cô. Đúng. Đúng không? Vậy là cô để yên hả? Để yên chứ sao không để yên? Trời đất ơi! Chữ tàu với sát vé về nhau mà để yên. Hay quá. Hay quá rồi. Dông nam bước qua đây chút. Dông nữ. Tin tôi là đàn ông rồi. Tạm thôi. Vậy còn cô, tôi hỏi tới cô nè. Sao? Cô có phải là con người không? Tôi không phải con người chứ con gì? Chưa chắc à, nhiều khi đứng dậy chứ không phải con người à. Vậy chứ ông nghĩ tôi là con gì hả? Tôi nói ra mắc công cô mặc cảm à. Thôi đi. Bây giờ cô trả lời tôi đi, cô có phải con người không? Ê, ông ăn nói cho sạch sẽ chút nha. Tôi nói chuyện rất sạch sẽ, nãy giờ không có gì dơ dái trong cái tầng. Ông nói người ta cô không phải. Cô có phải là con người không? Tôi là con người. Nếu cô là con người vậy cô có giấy chứng nhận cô là con người không? Có. Ở đây tụi tôi dòm giấy chứ không có dòm người. Hiểu không? Nguyên tắc là như vậy á. Tôi có phải không? Nè, cô gái,
Nếu như cô là con người á thì nãy giờ cô không có đối xử một cách tàn tệ với cái người tàn tật kia. Đúng. Rõ ràng là người ta tàn tật mà, đúng không bà con? Thấy đúng rồi, đúng rồi. Đó, mà đúng cô rồi. Cứ hạch sách lên xuống vậy. Còn nếu cô là con người thì cô với cái ông này nè, nãy giờ không có toa rập nhau để bán cái vé trẻ em còn dư. Và nếu cô là con người là nãy giờ là tất cả mọi người đã lên tàu cho tàu chạy rồi, chứ không có ai đứng đây mà cùa cưa nãy giờ. Tụi em đấy. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi mà. Đi lên tàu, đi lên tàu, đưa vé đây rồi đi lên tàu đi. Để đi cho tàu chạy. Ông già tàu mà không chạy được là tại ông đó. Đúng rồi. Ông lên tàu lẹ làm ơn cho người ta chạy. Ủa sao tại tôi? Ông không lên tàu sao chạy, ông không đi sao tàu đi. Đưa vé đây. Ủa tôi lên chi? Lên tàu. Tôi đâu có vé đâu lên. Chứ vô đây làm gì? Vô đây làm gì? Tiễn bạn gái lên đường. Ủa gì còn cái vali đó làm chi? Của bạn gái tôi. Rồi bả đâu? Lạc mất rồi. Trời ơi. Nãy giờ qua lại vòng vòng đi tìm bạn gái thôi đó. Mà thấy chị ngứa mắt là nhảy vô ngứa miệng nói chơi vậy đó. Trời ơi, có duyên quá, ông rảnh quá ha. Đâu rồi? Nè. Tìm được ông chưa? Trời ơi, thấy thấy quá. Mau. Trời ơi, thấy không? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Không, rồi bạn gái của tôi thấy chưa? Trời ơi, vô duyên quá đi hả? Thấy chưa? Quê hỏi chị trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chui ra cho người ta chịu. Vậy là giờ đồng ý cho người ta lên tàu rồi đó phải không? Thấy lên rồi sao còn hỏi. Ê, cho hỏi một câu nữa nghe. Có thấy bạn gái tôi đâu không? Hả? Đó Khánh, em thấy không? Anh đã nói mà trong cuộc sống rất nhiều điều tươi đẹp. Ví dụ như là cậu bé bán vé số nè. Hoặc ví dụ như anh Đình Toàn nè. Không phải, ông lão trong cái tiểu phẩm vừa rồi vậy đó không? Có nhiều người tốt xung quanh ta mà, yên tâm đi. Dạ, em đồng ý hai tay hai chân với anh luôn. Và em nghĩ rằng là sau buổi chương trình ngày hôm nay thì em sẽ về em nói với bạn em là xem những tiểu phẩm như vậy đi, để yêu đời, yêu cuộc sống nhiều hơn nữa. Quý khán giả thân mến, với chủ đề Người giàu cũng khóc ngày hôm nay, chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ tự tìm cho mình thêm một chút thi vị, một chút ngọt ngào sau những giờ làm việc vất vả quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Xá thì đâu đâu mà vắng que, không dạ, có người đó. Dạ có người rồi. Dạ thưa quý khách chuyện gì vậy? Ở đây em có sinh tố, nước cam, nước chanh, cà phê, cà pháo. Quý khách muốn gì cũng có, muốn cà chỗ nào cũng có, muốn phê chỗ nào cũng phê. Ê, dạ cà phê gì ạ? Đây phê đá. Dạ đây có luôn, dạ hai dạ. Thế đâu lẽ dữ vậy trời. Dạ thiệt ra quán em chỉ bán có một món cà phê đá. Dạ thì em pha sẵn cái để khách tới là bưng ra một ly dạ. Dạ đúng rồi dạ. Ăn mà phải chọn nơi, chơi phải chọn hàng mà lang thang chọn địa điểm. Chúc mừng quý khách đã chọn đúng địa điểm là quán cà phê của tụi em. Dạ. Quá bây giờ vậy được không? Dạ. Nói bớt lại đi. Với lại nói nghe nè. Dạ.
Đừng có kêu tao là quý khách vậy đó nha. Rồi. Và quý khách yên tâm, bất cứ vị khách nào bước vô quán em cũng đều phải kêu là quý khách. Cho nên quý khách yên tâm, còn cái chuyện nói bớt em sẽ nói bớt. Thưa quý khách không muốn em gọi là quý khách đúng không? Em sẽ gọi một từ khác. Ê nó nghe nè, quý khách nó nghe nè. Cái xe ở ngoài kia là của mày hả nhóc? Nè, cái xe bự bự ngoài kia của mày đúng không? Nè, mày nói gì vậy? Vậy thì mày không kêu tao kêu bằng quý khách thì kêu bằng mày. Mày tao vậy đây nè, tao kêu mày đừng có kêu quý khách. Có nghĩa là mày mới kêu tao bằng anh hay bằng em hay bằng chú hay bằng bạn. Mày kêu tao bằng nhóc là sao? Mày kêu bằng mày tao là sao? Khó quá à. Thì nếu vậy phải nói là vui lòng đừng có kêu tôi quý khách, kêu tôi bằng anh, bằng chú, bằng bạn gì đi. Không nói thì kêu bằng nhóc, bằng mày. Bồi trả treo thấy ghê ta. Khó, khó quá. Trời ơi, nè, chưa trả lời xe tôi mà. Xe mua nhiêu vậy? Tiền mua không? Tới tháng đủ tiền mua không đúng không? Tháng đủ tiền mua không? Trời xin lỗi à, lương hướng của tôi tính cái tháng này là đủ đó nghe. 400 triệu á. Lanh quá, lanh chưa nói hết. Gì? Là đủ mua cái nón bảo hiểm hiểu không? Cái xe 400 triệu hả? Trời ơi bà nội tôi mua cũng không nổi nữa mà. Ê anh nghe nè, quý khách. Ê xin lỗi xin lỗi. Thôi được anh. Vậy anh nãy nãy vậy? Em đo từ nơi là từ dưới ở lên trên là em cũng thắc mắc một điều nghe. Làm sao mà anh chống chân tới cái xe đó để anh chạy vậy? Không em hỏi thiệt á. Muốn hỏi thiệt phải không? Dạ. Phía đằng sau cái xe đó tao có để cái ghế đậu. À. Phải không? Thiệt. Mỗi lần đến đèn xanh đèn đỏ tao quăng cái ghế đậu xuống, chống cái chân lên cái ghế đậu đó. Xong mỗi lần đèn đỏ đó, quăng ghế đậu chống cái đèn xanh đó tôi giật cái sợi dây lên thì nó văng đời má chạy luôn. Hay quá, nãy giờ em thắc mắc là phải có sợi dây chứ bản thân anh mà cúi xuống lấy cũng không tới đâu nghe. Đó, có sợi dây giật phạt lên đó là để mất tiêu. Câu chuyện quý khách hay quá. Rồi. Cô đắng. Gì vậy? Gì vậy? Cô đắng quá vậy? Thì đúng rồi, cà phê đá. Cà phê đá mà. Sống có được. Trời ơi, muốn cà phê đá đường thì phải nói là cho tao một ly cà phê đá đường, hiểu không? Còn kêu cà phê đá không thôi. Trời ơi. Đừng. Khổ ghê á, vô tới nơi à. Anh. Vậy, anh nói hay nè, mốt anh đổi xe đó, anh lấy xe đó, đi cho nó hợp với anh. Chị. Số. Số đẹp quá ha. Dạ. Số thần tài á anh. Ê mặt mày đẹp trai mày. Đẹp không? Mày bán gì số đẹp trai mày. Ai nói vậy trơn. Bán gì số đẹp trai. À, không khi uống cà phê mà xấu ác à. À. Mua mềm anh. Làm đi. Tao định mua rồi đó. Tao thấy mày đẹp trai hơn tao nên tao không mua. Tao ghét tao đẹp trai hơn tao không mua. Nói dùng tờ đi sáng giờ chưa bán được. Từ khúc này mày cắt đi nha. Kiếm cái khúc khác. Kiếm cái khúc của thằng này là gắn vô cái mặt mày. Cái là mày là như là hot boy. Ờ cắt ghép như cây vậy luôn. Hồi quá. Nói dùng tờ đi. Hồi quá đi trời ơi. Mày nhìn tao là tướng tá sang chảnh vậy mà mày nghĩ sao tao đi mua. Mua ba cái vé số. Mua mặt là giờ hôi quá. Đi còn quạt nữa. Thôi để em quạt về hướng em. Ừ. Nó nghe vé số. Sao? Đi chỗ khác đi. Tao nói nghe nè. Tao nói mày biết bao nhiêu lần rồi mày bán là mơ mày bán vòng vòng ở ngoài mày đừng có lết vô quán tao, hiểu không? Sao? Mày dòm đi, khách nè người ta ngồi dựng đứng có một chỗ à. Còn mày nằm dài như trên bãi biển thì chiếm hai chỗ thấy không? Thế nào? Thôi là mơ mày lết ra ngoài kia làm tao đi. À đi, nghe. Đi đi, không sao chịu khó tao đi. Để chủ tao chửi tao hoài mày ơi. Anh phụ em anh. Ủ quá à, có cần tao đẩy luôn không cho nó lẹ. Mày nhấc tay lên đẩy cho lẹ mày lết lâu lắm mày ơi. Mất thời giờ lắm trời. Ủa kìa hả? Ba ơi. Dạ cái gì vậy? Why? Cái gì? Mày có biết tao mua chiếc xe đó bao nhiêu tiền không? 400 triệu. 400 triệu? Ờ. Mày đưa cái thằng hôi hám nó vô dịnh vô chiếc xe tao lỡ nó trầy rồi sao? Trời ơi khổ quá về số. Mày làm ơn mày lết ra gốc cây mày ngồi giùm tao đi. Đừng có ngồi cái xe của ổng hư cái xe của ổng mày ơi. Ờ. Trời ơi rồi đi từ từ ông coi ông được ông đổi cái xe đó với mày đi. Cái à. Vậy? Hôi đúng không? Gì đâu nghèo mà hôi nữa. Khó quá à. Mệt ghê rồi mà giờ sao? Giờ sao là sao? Cái ly cà phê đá không đường làm sao mà uống? Thì
á, em nói rồi đó, muốn đường thì phải có đường, thấy không? Thì từ từ phải nói là cho tao một ly cà phê đá đường thì đói. Mày bồi mày trả treo mày, mày tin là tao quýnh mày bà ngoại mày nhìn không ra không? Trời ơi, sao bà ngoại em nhìn em không ra chỗ nào, bà chết rồi. Nữa, trả treo không? Giờ sao? Giờ sao? Trời ơi, chú Tiếu ơi, giờ sao? Khổ quá. Cái gì? Chủ quán không? Mọi chuyện từ từ giải quyết. Dạ thưa anh, cái gì đại ca? Giờ tôi hỏi anh nè. Dạ. Tôi kêu nó ly cà phê đá. Dạ. Mà nó đem ly cà phê đá là không có đường làm sao tôi uống. Dạ. Giờ sao? Ly cà phê đá. Bây giờ sao? Khoan từ từ để tôi có kiểm tra lại có đường không. Tại sao vậy? Dạ. Tại sao con làm cà phê đá con không bỏ sữa vô để tính tiền cà phê sữa? Đúng rồi, vô để tính tiền cà phê sữa không? Gì kỳ vậy? Nó phiên ông nè hả? Ông có tôi, ông có tin là tôi quýnh là quýnh ông là bà ngoại ông nhìn không ra không? Hên quá, bà ngoại tôi cũng chết lâu rồi. Để đi vô lấy sữa ra. Con lại giờ là sao? Tự nhiên tôi kêu ly cà phê đá thì nên đi, ngồi đi, nó vô nó lấy đường. Nó nghe nè. Thằng đó nó khùng đó. Thằng nào la lớn lắm nó giọng vô mặt á. Tôi làm chủ tôi đâu dám la nó, thấy không? Tôi nói nhỏ nhỏ la lớn là nó quýnh tôi có mỏ sưng. Bà ngoại nhìn không ra luôn á. Chết rồi. Vậy đi bắt tay. Người uống cho khỏe nha. Nhớ đem đường rồi ra nha chưa? Đúng rồi, tôi đem sữa ra cho. Là Nguyễn Thị Thúy Liễu. Rồi sau khi tốt nghiệp xong mà tao ra đời, cái tao đổi tên, tao đổi giới tính luôn, tao là giờ là thằng đàn ông rặt rồi. Tao tên là Nguyễn Văn Dũng. Sốc vậy? Sốc sốc lắm không? Sốc. Đứa nào gặp tao cũng sốc hết. Mười mấy năm rồi tao còn sốc gì tao mà? Cái tên Liễu mà thành Dũng. Ừ. Ngủ gì mày? Chứ gì mày ngủ ngọt? Bây giờ tao không làm chứng minh được nữa, tại vì không ai công nhận cái tên của tao hết, mà tao tự công nhận. Ê! Mày, mày gắn dâu vậy? Hả? Gắn dâu? Ừ. Dâu á? Dẻ. Má mấy mà dẻ? Cho nó men. Đừng cười nữa, đừng cái dẻ tao, tại vì số không phải gì mày, tới nó bị ngon ngộ. Nó bị thiếu thiếu gì mà nó cũng dư gì mà nó cũng... Thiếu thiếu gì? Khổ đời tao lắm, thiệt. Mà sao mày mới dặn gắn râu chi vậy? Tao dẻ râu cho nó đàn ông, tại vì không ai tin tao là đàn ông hết. Tại vì nó là vòng một tao đồ sộ quá đi. Cho nên mày thấy, tao dẻ râu cho nó men lên, mày hiểu không? Sao mày không tập tạ? Ý mày nói là mày tập tạ, mày đô lên được rồi. Tao nói tao tập tạ mà không ai tin hết trơn á. Tại vì không có đàn ông nào mà đồ sộ như tao hết, hiểu không? Rồi sao? Bây giờ tao là như là một người bạn trai của mày đó, nghe không? Nên bây giờ mình bắt tay cái nữa đi. Trời sao? Mình là bạn. Đàn ông mà để móng tay quá vậy? Móng tay gì đó, cho bằng tay nó đẹp. Sao móng tay nữa? Vẫn còn là con gái mày hiểu không? Trời sao mày, sao mày bị? Tao là người đa nhân cách. À sao mày bị lẫn lộn mà mày bị vậy giống như là... Sao móng chân nó là mày ngộ vậy? Mày mì trộn nha. Ừ, mì trộn, mà mì trộn mà nó mới ngon đúng không? Bây giờ mày đừng có phàn nàn gì vậy? Giới tính và hình dạng của tao nữa hết. Nên bây giờ tao cũng đã có vợ rồi. Mày có vợ luôn á? Có vợ luôn rồi. Trời ơi, rồi gì? Niềm vui chỗ nào? Vui là sao? Mày muốn niềm vui chỗ nào là sao? Tao không hiểu ý mày. Tao cũng không biết, là tao hỏi mày vậy tao cũng biết trả lời sao luôn á. Ừ vậy nè, nói chung là bây giờ cuộc sống mày sao? Giờ làm ăn rồi công việc như thế nào? À, ăn ở không thì chơi bời ở nhà, dư tiền với bà có đi uống cà phê hoài. Uống cà phê hoài luôn hả? À. Trời sướng quá mày ơi, mày chẳng buồn như tao. Đàn ông như nhau mà sao tao khổ quá mày ơi. Có lâu mày nói mày đàn ông như nhau sao tao bị ngượng ngượng sao? Không, mày phải quen đi, từ từ riết là quen, gặp tao hoài là mày quen à. Tao có vợ được 5 năm rồi đó. Mày sốc quá phải không? Sốc. Từ từ riết là quen rồi. Vợ chồng tao thương yêu nhau lắm, nhưng mà được cái là nghèo.
nghèo lắm, không có gì làm. Thấy hoàn cảnh của vợ chồng tao vậy nên hội phụ nữ mới thấy thương tao, mới giới thiệu tao vô làm một cái công việc làm vô xí nghiệp mai với lại cái xí nghiệp mà thêu tranh chữ thập á. À, hợp hợp, phụ nữ làm đó tốt. Hợp cái đầu mà chứ hợp. Nữ tính quá tao đâu có làm được. Trời ơi, nghĩ sao đàn ông như tao mà ngồi thêu, trời sao được. Nên tao mới không có vô làm, giờ tao làm nghề phụ hồ. Mày đủ sức làm phụ hồ luôn hả? Trời, đàn ông mà mày. Sao mày tội vậy, làm gì cực khổ vậy? Không, tao thích làm công việc đó nha. Tao thấy hợp lắm. Trời, nói chung là tao thích làm công việc phụ hồ. Rồi vợ tao cũng có công ăn việc làm chung với tao. Vợ mày làm gì? Là tao làm phụ hồ ở cái công trường này. Thì vợ tao ngồi bán hộp vịt lộn kế bên. Sao mày cười hoài á? Trời ơi, cái niềm vui của vợ chồng mày đơn giản quá ha. Chứ sao, vợ chồng có nhau, xa nhau không được. À, có nghĩa là cuối tuần thứ bảy là lãnh lương xong rồi ra ăn hộp vịt lộn hả? Ừ. Bán hộp vịt lộn mà phụ hồ thì không có dám ăn hộp vịt lộn. Kì vậy? Tại vì sợ xây nhà lộn. Kỳ mà tao không biết, giờ tao mới biết đó mày. Nhiều khi người ta đặt xây là nhà lầu mà sợ là xây lộn thành nhà mồ, cho nên mới không dám ăn hộp vịt lộn. Rồi vợ chồng tao sập tiệm luôn. Tới giờ là khổ lắm, không có đồng bạc nào để sống hết trơn á. Khổ hả? Khổ ơi là khổ luôn. Mày nghèo quá mà khổ quá. Nhìn mày là thấy nghèo nghèo khổ. Rồi chưa đâu, chưa có đỉnh điểm cái nỗi khổ của tao đâu. Mới đi khám bệnh về bác sĩ phán tao căn bệnh mà tao muốn chết luôn mày ơi. Giờ bệnh gì? Trời ơi, bi kịch đời tao lắm mày ơi. Bác sĩ nói á, là ngày nào tao cũng rảnh rỗi xách cái thay tới quán cà phê uống cà phê, nên uống cà phê nhiều quá giờ bây giờ bị tiểu đường rồi mới chết tao đó chứ. Gì mày ơi? Nhiều hổ hổng gì mày? Trời ơi, tao ghét đứa nào mà ăn ở không hơn tao. Tao thiệt á, đàn ông như nhau mà sao tao khổ quá. Ôi ghét, không có chuyện của tao, nhà tao già tao có tiền. Tao muốn ăn chơi, muốn cà phê chuyện của tao, mắc mới vô mắc hổng tao. Bạn học với nhau mà sao đứa giàu đứa khổ là sao? Bạn học vậy giờ tao đang nghi ngờ, không biết là tao với mày có học chung không nữa. Chị Liễu mới qua chơi hả? Tao tát vô mặt của tao là Nguyễn Văn Dũng, sao kêu tao chị Liễu hoài mày? Em quên, em quên. Anh Dũng uống gì? Đi xí muội đi. Trời ơi. Sao vậy? Tao cười làm gì cười? Sao anh Dũng mà uống xí muội? Chứ sao không, anh đàn ông quá em. Yeah. Quá đàn ông, nhiều khi anh mệt cho nên phải uống xí muội lại cho nó bớt men lại, hiểu không? Đúng rồi, phải ly xí muội. Chú Tiêu cho anh Liễu ly siro dâu. Tao tát cho mặt mày. Anh Liễu là sao, tao là anh Dũng. Dạ chị Dũng. Em xin anh. Dạ thằng kia đàn ông đó nha mày. Dạ rồi rồi. Dạ dạ em xin lỗi anh Dũng. Xúc phạm giới tính của tao hả? Rồi rồi anh Dũng siro dâu. Rồi tính tiền đây. Dạ khổ của anh 30. Khổ chị. Dạ vô đây gặp toàn gì thiếu gì đâu không. Nước nãy giờ kêu hôi là hôi, giờ gặp kêu Dũng thí Liễu. Anh nắng gì trong người hoài vậy? Gì vậy anh? Em hiểu luôn. Để quên tiền ở nhà phải không? Đúng rồi. Trời ơi, bình thường thôi, cái vụ đó ở quán em vậy hoài hả? Ừ. Khách ta uống cái quên tiền quên bóp nhà hoài hả? Thì thông cảm ha, giờ chạy về nhà cái lấy tiền mà qua trả. Dạ được. Dạ cảm ơn. Đi đi anh. Dạ, dạ để cái nón lại. Sao giờ lấy cái nón đi rồi sao tôi chạy trái ngoài đường công an bắt sao? Ủa chứ giờ anh cầm nón về là anh đi luôn, anh không quay lại anh trả 30 ngàn sao? Trời ơi, làm gì có vậy, có 30 ngàn làm gì ghê vậy trời. 30 ngàn là tiền hết trời đất ơi. Trả cái nón đi, tôi qua đây đi. Trời ơi, trời ơi. Chị Liễu, em nói chị nghe. Tao tát cái mặt mày, tao tên Dũng cho mày. Rồi, làm cái 30 ngàn hả? Có đây, có đây. Xì rô dâu anh Dũng. Anh trai. Dạ, đại ca. Em mới tiền anh rồi, giờ lại em uống ly cà phê đá mà dạ, bây giờ dạ, em có đường rồi. Có dạ đường. Có đường đó là dạ. Chính xác, nhưng mà giờ lúc tính tiền giờ em không có tiền trong đây, em để quên nó bóp nhà. Chết xong cha. Giờ anh phải thông cảm em về em lấy tiền được không? Đúng không? Chết cha. Thì giờ em về em lấy tiền mà giờ nó không đưa em cái nón bảo hiểm sao em về em lấy được? Không ai bắt em sao? Là sao? Là có gì nó đòi lấy cái nón bảo hiểm của em. Mày sao vậy? Dạ. Mày làm ăn cái quán là mất uy tín. Sao khó khăn vậy cưng? Trời ơi, làm tin chứ. Bảy chuyện nhỏ mà, đưa cái nón bảo hiểm này. Rồi đó, hãy giờ. Quán xá có bao nhiêu đó. Cảm ơn. Rồi, cảm ơn anh. Em cứ về. Cầm nón về. Dạ. Em cầm nón về em lấy ha. Dạ, dạ. Anh về anh để xe lại ha. Cái gì? Anh muốn lấy cái nón bảo hiểm thì phải để lại chiếc xe. Thôi tôi đi bằng gì? Đi bộ. Trời vậy, 30 ngàn mà làm gì thế ghê vậy? Dạ, 30 ngàn đúng là tiền. Hôm qua thằng kia có 10 ngàn mà nó còn xạo xạo nó đi luôn rồi. Dạ. Vậy ha. Bây giờ khó khăn lắm quá anh vậy. Anh Dũng, anh Dũng. Anh ra nè, bây giờ đàn ông với nhau anh ra anh góp một tiếng nói coi em xử vậy đúng không?
đúng rồi. Làm gì quá đáng vậy má? Anh để cái gì làm tin lại để lại cái gì cho người ta làm tin đi má ơi. Bây giờ anh thiếu tiền nước của em 30 ngàn mà phải để cái gì làm tin đúng không? Nếu mà lấy cái xe về thì để cái nón, còn để cái nón lại thì lấy cái xe về vậy thôi. Chị qua tôi nói chuyện à. Tát cho mặt ông bây giờ nha. Tôi khẳng định một lần nữa tôi là Nguyễn Văn Dũng nè, tôi là đàn ông nè. Cái cô gái đó là đàn ông, yên tâm đi. Tao là đàn ông nữa chưa? Thấy tao đô nghe chưa mà sao kêu tôi con gái vậy? Trời, tôi có vợ rồi. Thôi thôi thôi, vợ có vợ rồi. Trời ơi, làm ơn đi. Trời ơi, đừng có kêu nữa, người ta là đàn ông mà, đừng có chọc thím nó nổi giận, hiểu không? Trời ơi, tôi là đàn ông, trời ơi, tránh hiệu đàn ông. Dạ rồi. Thôi, men. Bây giờ để người đàn ông mày xử cho được chưa? Dạ rồi. Bây giờ thiếu tiền 30 ngàn phải không? Dạ đúng rồi. Làm gì khó khăn với người ta quá Dũng. Vậy, có 30 ngàn thôi. Đúng rồi, Dũng nói mà Dũng. Vậy chị Dũng trả giùm đi. Anh Dũng. Không, anh Dũng trả giùm. Đốt quán không? Rồi, anh Dũng. Anh Dũng, anh men lắm. Anh Dũng. Giờ vậy nè. Dũng cho anh Dũng. Dạ sao? 30 ngàn. Đúng rồi, Dũng trả mình. Mình gặp Dũng uống ly cà phê đá 30 ngàn. Dạ đúng rồi. Mà mày nhớ không, hồi xưa lúc mà mình còn đi học với nhau á, lúc mà tao còn là con gái á, tao tên là Nguyễn Thị Thiếu Liễu á. Bây giờ tao tên là Nguyễn Văn Dũng mà mình vẫn là bạn với nhau. Rồi mày nhớ có lần mà tao với mày á cùng thích nhỏ lớp trưởng không, mà lúc đó tao là con gái, tao không có tỏ tình với nó được, mà mày tỏ tình với mày cua đó mày dính luôn. Tao hận mày tới bây giờ, nên bây giờ mày phải xin lỗi tao bằng cách là mày phải trả tiền cho tao cái ly siro dâu này luôn. Siro dâu này 150 ngàn, 30 ngàn. Không, siro dâu em bán có 30 à. 120 tao lấy, sao mày ngu quá vậy mày? Cho nên bây giờ 150 này mày phải trả cho tao thay lời xin lỗi cái chuyện hồi xưa là mày đã cướp con nhỏ lớp trưởng của tao trên vàng mướp đó. 30 ngàn cà phê nữa là 180 ngàn. Mày không trả thì đừng có cho nó ra khỏi quán, biết chưa? Trời ơi anh Dũng, anh đừng không quá. Vào làm phách chó hả mày? Sợ mày tao lao hả Dũng? Bây giờ sao? Không, bà nói đúng á. Cái mối hận mà bị giật bồ nó hận lắm. Có 180 nhẹ mà. Cái gì với em? Bây giờ tôi nói, bây giờ tôi không có tiền ở đây. Bây giờ thì cầm cái nón về đi. Rồi để cái xe lại. Giờ sao? Sao? 180 ngàn đi. Đâu mẹ tại ui 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 ai ra đâu á? Mày làm ơn làm phước. Mày lết ra ngoài kia đi, ở đây người ta đang quánh lộn, không có ai mua giấy số đâu, đi giùm tao đi. Chứ mày vô đây làm cái gì? Em xin anh đừng có đánh ảnh nữa. Cái gì vậy? Nó thiếu tiền tao mà xin không đánh là sao? Nó thiếu tiền đó, bây giờ có ai trả tiền không mà đánh? Em trả. Mày trả tiền cho ổng hả? Dạ. Bất ngờ vậy. Mày biết bao nhiêu không mày đòi trả? Ổng thiếu 180 ngàn đó. 2 ly hả anh? Ờ. 2 ly. Ê sao có 60 cho mày, 180 lận. Thôi anh, em bán ở đây, em biết giá nước ở đây mà. Để rồi mày ơi. Ăn chi tội người ta vậy? Vì sao? Tha cho ảnh nha. Trời đất ơi anh Dũng ơi, anh men quá. Nó nghe có phải đóng vậy đó, tự nhiên hôm nay mặc bộ đồ men thiệt là men không? Chắc bị lây quá. Thôi đi, anh nói nghe nè, cái đó là trong tiểu phẩm thì được nha, chứ ngoài đời mà kiểu này chắc anh em mình độn thổ luôn đó. Trời đúng rồi anh ơi, chỉ là nhân vật thôi, em cố gắng thể hiện thôi chứ làm sao mà em như vậy được anh hả? Rất là dễ thương. Ủa nhưng mà em thấy á, cuộc đời này á đúng là nhân tình thế thái anh ha. Mỗi người mỗi cảnh, người giàu cũng khóc bởi tình duyên lạc bến bờ, một bài hát rất là hay đó, em không dám hát đó. Trời đất ơi. Nhưng mà chúng ta cũng phải công nhận, như vậy mới là cuộc sống, như vậy mới là cuộc đời. Nhưng chúng ta phải biết rằng con thuyền hạnh phúc phải được lèo lái bởi những con người hạnh phúc thì mới có thể đến được bến bờ hạnh phúc. Chứ nếu tâm lòng mình nhỏ hẹp thì làm sao có thể lèo lái con thuyền ra biển lớn được. Anh nói thì hay lắm nhưng mà em thấy nó không có thực tế. Sao? Ví dụ như bây giờ em
là một cô gái không giàu có, không xinh đẹp. Cái điều đó đúng. Không cần ví dụ hả? Tàn nhẫn. Cho là như vậy luôn đi, em không xinh đẹp, không giàu có, nhưng mà em may mắn lấy được hoàng tử giàu có hơn anh nè, đẹp trai hơn anh, cao ráo hơn anh, thì đúng là em rất là may mắn, rất là hạnh phúc rồi. Tới giờ này, thời buổi này mà em vẫn còn mơ mộng chuyện hoàng tử, anh nói cho nghe, hoàng tử chỉ trong mơ thôi. Là gì? Đó là tên của nhạc cảnh tiếp theo của chương trình Hoàng tử. Ê, tụi bay. Sao? Tao thấy tụi bay múa đẹp lắm á. Đẹp. Để mai mốt á, tao bán cái lưới dịch này tao có tiền, tao thành lập vũ đoàn, rồi tụi bay làm vũ đoàn, tụi bay đi múa cho tao nghe. Vui không? Vui. Thích không? Thích. Tôi có ý kiến. Sao? Nó nghe nè, tụi mấy bạn á, mấy bạn múa đẹp lắm luôn á, chút nữa tôi có hát nữa mấy bạn nhào nó múa bên ngoài tôi nữa nha. Thôi đi chân dịch đi, tới giờ rồi. Thôi lại chơi đi, ủa sao đuổi mấy người đó đi hết giờ? Thôi cho tụi nó đi chân dịch đi, chứ ba má tụi nó la tụi nó đó. Lũng nè. Gì? Sao có đi với tôi hoài vậy? Thôi, tại vì đi theo Lũng tưởng thấy vui lắm á. Có gì đâu mà vui. Lũng à, tưởng thấy á, Tận với Lũng á, hát cũng giống anh Đan Trường với chị Thanh Thảo lắm á. Thôi tụi mình làm ca sĩ đi, tụi mình có tiền á, rồi mai mốt á, Lũng cưới Tận được không? Cái gì? Cười á, đám cười á. Mơ hả? Đừng có mơ nha. Đừng có nghĩ là đĩa rồi đeo chân vịt. À không, đĩa mà đeo chân hạt nha. Không có cửa đâu, bích cửa. Lũng nói gì mà kỳ cục vậy? Ai đĩa ai hạt? Lũng xuống đi, Lũng đừng trèo cao quá, Tưởng nhìn Tưởng mệt lắm. Ủa tôi có trèo gì đâu, tôi đứng dưới đất mà. Mà tại á, tía tôi sao? Nói á, là tôi á phải ráng đi, tôi phải ráng chăn vịt cho giỏi đi, đừng để mất con nào, hiểu không? Phải cho vịt ăn no, vịt đẻ sai đi. Rồi lúc đó một ngày sẽ có hoàng tử trong mơ tới tìm tôi á. Phụ vương tôi nói như vậy đó. Phụ vương của tôi nói tôi sẽ là công chúa, giống như công chúa Lọ Lem vậy đó. Này tôi biết luôn nè. Biết hả? Biết sao? Tôi thấy hoa vàng trên chòi vịt nhập bà, phải không bà? Sao? Bà tỉnh lại đi. Trời ơi, tự nhiên bà bị ảo, tôi mệt quá vậy. Tôi đâu có bị ảo đâu, tía tôi nói vậy mà. Tía tôi nói á, nhà tôi là một cái vương quốc, ở trong đó tía của tôi làm phụ vương, tôi làm công chúa. Chị Bảy, em nói chị Bảy nghe nè, cái xó này một mình chị Bảy bệnh á là em mệt lắm rồi ha. Bây giờ là thêm tía chị Bảy bệnh nữa là em có lấy cái cuốn gói em đi khỏi xóm luôn đó chị Bảy. Ủa là sao? Ý là nói tí tụi... Ê! Bảo vệ mặt nha! Không được nói phụ dương tôi vậy nha! Không có! Tí là bệnh! Tí là bệnh! Tí là bệnh! Tí là bệnh! Không có mà! Chứ sao nói tí tụi bệnh? Không có! Ý tôi nói á, Lũng sống thực tế một chút xíu, Lũng đừng có ảo nữa, hiểu không? Không! Tôi tin chắc chắn lời tía tôi nói, phụ dương tôi nói là đúng, sẽ có một ngày hoàng tử sẽ tới tìm tôi, hiểu chưa? Hoàng tử đâu ra? Ủa? Trong cổ tích của hoàng tử thì ngoài đời thường của hoàng tử, mấy người đừng có bàn ra nữa. Đừng có bàn ra nữa, chắc chắn hoàng tử. Đừng có nói vậy nữa, tôi giận mấy người luôn á. Lũng đừng có nằm mơ nữa, không có hoàng tử nào hết á. Im đi. Được rồi, hoàng tử không đi tìm tôi thì tôi sẽ đi tìm hoàng tử. Chết à. Người làm gì em? Hoàng tử. Hoàng tử gì? Anh hoàng tử. Tôi đâu phải hoàng tử. Xạo quá, mặc đồ này là hoàng tử chắc luôn nè. Anh hoàng tử. Tôi không phải là hoàng tử. Chứ anh là ai? Tôi tên là Hoàng. Xạo quá mày, Hoàng á mày. Chắc chắn rồi. Anh tên Hoàng với anh là hoàng tử. Trời, tôi. Anh là hoàng tử đúng không? Anh tới đây tìm lại. Hoàng tử gì? Tôi là hoàng chủ dự dịch ở trên Sài Gòn. Tôi xuống đây tôi gặp ông Chín Gà để coi bàn cái vụ lấy bài dịch của ông. Hoàng tử đâu mà hoàng tử? Xạo mày. Trời. Xạo à. Cái gì vậy? Chị khen vô đánh ta vậy? Để anh giải thích cái đã. Trời ơi, thằng này không phải chủ dự dịch đâu. Chủ dự dịch làm sao ăn mặc đẹp đẽ dữ vậy đúng không? Trời ơi, người ta đi ăn cưới mới về, người ta ghé người ta mua dịch luôn cho nó tiện. Chẳng như vậy. Anh có phải là hoàng tử không? Anh là hoàng tử mà đúng không? Trời ơi, cha mẹ bị điên hả? Hai người bị điên hả?
Tự nhiên tôi đi ngang đây cái lôi vô tập tù đóng tù gì ở đây vậy? Chị, anh không phải là hoàng tử. Tôi là hoàng không có tử. Không phải là hoàng tử mà là chủ dựa dịch. Trời ơi, trời ơi, phụ vương ơi, con đã bị người ta lừa ta gạt. Xuống cái vùng đất gì đâu toàn là cái gì không? Mà dẹp dẹp, hỏi mua dịch gì hết. Tôi đi về. Anh hoàng tử, anh hoàng tử, buông ra để tôi chờ. Anh hoàng tử, anh lũng hoàng tử. Lũng tỉnh lại đi lộn. Phụ vương tôi nói là tôi phải cố gắng chăn dịch. Sẽ có hoàng tử tới rước tôi. Sẽ có hoàng tử tới rước tôi. Nhưng hoàng tử tôi đâu? Hoàng tử của tôi đâu? Hoàng tử của tôi đâu? Không có phụ vương, không có hoàng tử gì hết. Chỉ có lũng hết thôi. Lũng nghe tôi nói thôi. Dịch. Nhưng cái xóm này không bao giờ đi ra được khỏi cái ao, cái đồng. Không có công chúa, không có hoàng tử. Lũng à, Lũng nghe tôi nói nè. Lũng phải tỉnh lại đi, đừng có sống ảo nữa. Lũng phải ra ngoài kết bạn, kết bè. Lũng đừng có chui trong khóm á, trong cái trò dịch á, rồi ở trong nhà hoài. Lũng sống ảo quá, riết á, chú Chính sống ảo thật lũng luôn à. Không còn gì hết. Tôi mãi mãi là con lũng chân dịch. Tôi không còn ai bên cạnh tôi hết. Lũng còn chứ, còn có Tửng nữa, còn có tất cả các bạn bè chân dịch. Lũng không nhớ sao, cái trò chân dịch của tụi mình á, chất chứa biết bao nhiêu là kỷ niệm vui buồn. Đúng không? Tụi bay ơi, ra đi. Thôi 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 thôi, em không dám mơ hoàng tử như vậy nữa đâu anh ơi. Đúng là đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. Bởi vậy em thấy cuộc đời này sao nhiều cái nó bất công quá, nhiều cái éo le, nhiều cái buồn quá. Bởi vậy mấy đứa bạn của em đứa nào cũng than là cuộc sống này đáng chán quá đi, không muốn sống nữa. Không lẽ tụi nó cứ gặp những chuyện xui xẻo để nhìn đời là màu tím hả anh? Lê Khánh à, thật ra như vậy mới là cuộc sống. Em nghĩ đi, ông bà mình có câu vậy nè: 9 người 10 ý. Bây giờ em dòm cả thế giới mấy tỷ người, vậy thì em nhân lên đi bao nhiêu ý, đúng không? Chúng ta đồng ý không phải trong cuộc sống lúc nào cũng toàn là những người tốt, nhưng điều đó cũng có nghĩa là không phải lúc nào cũng toàn người xấu. Thôi bây giờ vậy, Đình Toàn mời Lê Khánh, mời quý vị khán giả, đặc biệt là những người bạn của em xem tiểu phẩm sau đây. Bảo đảm xem xong thì Đình Toàn nghĩ mọi người sẽ nhìn cuộc sống màu hồng ngay thôi. Tiểu phẩm gì vậy anh? Giấy chứng nhận làm người. Dạ bây giờ em hãy sao anh? Em đọc cái này hả? Em coi đọc đi. Dạ. Trời ơi, những chiếc vỏ xe chở đầy hoa phượng, em chở mùa hè của tôi đi đâu? Ủa anh ghi nãy giờ anh ghi bài hát anh? Mày khùng hả mày? Cái khúc trong này mày không cho cái bài hát tao đang in, đang đi thi tiếng hát của công chức mà. Trong đó kìa. Anh ơi chắc là bây giờ là cái này được hả anh? Trời, thằng này sao nó hỏi giống dài quá thiệt á. Bây giờ nè, em đừng có hỏi gì nhiều hết, thấy không? Em chỉ biết là bây giờ em đang chạy vô cái chức là trưởng phòng. Dạ, trưởng phòng. Được không? Mà bây giờ em có học gì không? Dạ, học gì là em không có luôn á. Em có bằng gì không? Bằng gì là em không có luôn. Bằng lái xe còn không có mà. Vậy mà em đòi vô cái chức trưởng phòng. Ba em muốn. Ba em muốn hả? Dạ. Vậy thì cái vụ này chạy hơi bị nặng nha.
Nói chung là nó cái kinh phí là nó hơi bị nặng lắm đó nha anh. À, bây giờ vậy à, mình nói vòng chi cũng mệt, không mấy giờ anh nói thẳng một suột đi là bây giờ anh muốn nhiêu, rồi em về em kêu ba em đưa tiền cho em đưa cho anh luôn. Thôi thì bây giờ vậy nè, trước tiên là anh thì mình làm việc là mình phải đâu ra đó đàng hoàng nguyên tắc. Dạ. Đầu tiên là em sẽ phải anh sẽ phải lo những cái giấy tờ này cho em. Dạ. Đó, lý lịch này nọ với lại này nọ, rồi những cái mà cái bằng cấp này nọ của em là anh cũng phải chạy trọt nữa. Hiểu chưa? Dạ. Chứ bây giờ mày không có bằng cấp gì hết trơn, làm sao mà tao lo cho mày bình thường được? Bởi vì cái vụ của em nó nặng hơn vụ của người ta là vậy đó. Anh nói thẳng cái chuyện giá cả đi, từ nãy giờ anh cũng còn vòng vòng đó. Bây giờ nè, lo hết này là bây giờ em đưa trước anh bao nhiêu để anh chạy? 30%. 30%. Là nhiêu tiền anh? Là 30 triệu. Anh nói cái gì? Anh mới nói cái gì? 30 triệu? Trời ơi, có phải tôi vừa nghe số 30 triệu? Anh nói chính miệng anh đi, phải 30 triệu không? 30 triệu. Sao rẻ quá vậy? Tôi không ngờ chức Dưỡng Hồng mà bây giờ đưa trước 30% mà có 30 triệu. Trời ơi, bà nội cha nó làm hết hồn bên dưới. Trời ơi, vậy mà hôm qua giờ ông già của em nói là cái chức này còn khoảng 1 tỷ đó, mà ổng mới chuẩn bị với em 1.5 tỷ mà trời ơi. Thật ra là vậy nè Hiếu, em ngồi xuống đây. Dạ. Thật ra là cái giá mà làm nó cầu cả tỷ hơn chứ không phải là ít. Dạ. Nhưng mà tại vì anh thấy em là cái đứa con có hiếu. Dạ. Không muốn cho ba mẹ buồn. Dạ đúng rồi anh, em có hiếu mà em tên Hiền nữa. Ừ. Dạ em có hiếu mà nhìn em Hiền Hiền á, người ta hay kêu em là thằng Hiếu mà từ gì giống Hiền Hiền là giống Hiếu Hiền. À. À, bây giờ như vậy nè, nếu mà em đã nói như vậy thì anh sẽ giúp cho em. Với cái giá không phải là cắt cổ mà 1 tỷ đâu. Em mà ra mà em gặp mấy thằng mà chạy mà lơ tơ mơ là nó ăn em còn cả 2-3 tỷ chứ không phải là 1 tỷ nữa. Dạ đúng rồi, chứ có lớn. Thôi thì 30 triệu là đầu tiên là để lót tay cho anh. Cái đó là mình sẽ phải coi như lo người này chút, người kia chút, với lại mấy cái bằng này nọ em hiểu không? Phải có cái bằng này bằng kia để vô nữa, thí dụ như bằng A, bằng là C tiếng Anh rồi này nọ để vô. Tại em làm trưởng phòng là ít nhất ra em phải có một số bằng. Đầu tiên là phải có cái bằng đại học rồi này nọ em mới có. Anh mấy cái bằng đó anh lo dễ không anh? Thì nói chung là dễ chứ em. À, anh lo mẹ có bằng lái luôn được không? Bằng lái là em có bằng lái. Bây giờ mà nè, mình làm xong này đi rồi mình nói tới bằng lái sao? Dạ. Yeah. Cái bằng lái là cái chuyện rất là dễ, tại vì bằng lái nó rất là rẻ, em hiểu không? Dạ. Yeah. Đó, bây giờ em cứ việc lo cái này cho anh. Em lo cái tiền bạc này nói đi. Một lời như đinh đóng cột. Một lời như đinh đóng cột. Anh à. Nhưng mà bây giờ em biết là anh một lời như đinh đóng cột rồi. À. Nhiều khi bây giờ anh lấy xà beng anh nhổ ra cũng không chừng. Cho em hỏi một lời thôi. Chắc không? Chắc ăn không? Mày tên gì? Dạ anh tên Hiếu. To con đẹp trai mà được cái vô duyên quá ha. À, bây giờ đừng có nói tới nó lui nữa, mày nói hồi tao bị rối ha. Dạ. Thôi bây giờ anh thề cho mày tin nha. Mày thấy cha già kia không? Dạ thấy. Cha già mà áo đỏ kia không? Dạ. Đó, thấy mặt vậy chứ cũng cỡ 70+ tuổi rồi đó. 7. À, ông mới có 56 tuổi. 56 hả? Dạ. Sao mặt háp dữ vậy? Em ở sớm này em biết. Đây, thấy gì chứ, tướng tá của bộ còn ngon nha. Dạ. Sức khỏe anh tốt mà. Tao mà nói với mày mà chỉ cần mà tao nói láo cho nó sai lời á, cho ngã cái đùm ra đất đi. Cái gì ông nói? Ồ sao vừa thề có liền vậy anh? Thề cái gì cha già chứ ông mắc cái gì vậy? Ông mắc cái gì mà tự nhiên ông ngồi ông té hả? Ai xô tao vậy? Ai xô vậy? Tôi đang ngồi tự nhiên ai xô té. Nội để cái chởm tóc là thấy ghét rồi. Ủa anh ơi, anh sao vừa thề ổng vậy, là anh nói thiệt hay nói xạo anh? Bây giờ mày tin tao không? Nếu tin thì làm, còn không tin thì thôi. Dạ em mày tin. Nghĩ coi tao như vậy nè. Nè tao nói một lời thôi, không bao giờ nói dài dòng. Tướng tao ngắn là tao nói cái gì cũng phải ngắn, không? Bóp 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 bác lấy xong. Được. Thấy không? Tiền tao cháu bút. Thí dụ giờ tao lường gạt mày, thì nó kêu mày nói mày đưa cho tao hết 100% đi. Còn này tao lấy chi 30% đầu tiên làm gì? Dạ dạ cũng đúng, mà tự nhiên em bây giờ tự nhiên em nghe bóp bóp bác 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 thề té, em cũng bóp bóp bác bác cái em hết cũng tin. Thôi trời ơi, tao thiệt mày. Thôi bây giờ vậy nè, đơn giản một điều thôi, làm mày có chịu làm hay không. Còn chứ tao là tao thấy chỗ này là tao hơi bị quê rồi đó. Gì đâu mà uống cà phê gì ít nhất ra đưa cái cà phê. Trời ơi là trời thiệt. Ngồi cái không khí nó buồn, nó chán gì đâu luôn á. Không ấy, mình đi qua quán khác mình bàn được không anh? Đó, cái đó cái chỗ là nói. Cái chỗ mà mình đi giao dịch này nọ đó. Bây giờ em có đem tiền mặt đây không? Dạ có anh ạ. À. Bao nhiêu? Dạ rồi, tiền mặt của em thì có khoảng chừng 400 ngàn. Mày đừng có chọc tao nổi nóng rồi mày. Trời ơi, sao giống anh em quá quá vậy.
Mày nghĩ sao vậy? Nó quê, nó có cái chớp nó quê, sao mở ra nó cũng vậy vậy? Cái chớp của tôi nhìn là nó modern, hiểu không? Nó hiện đại, nó có chút gì đó mà gọi là xa xỉ phẩm văn hóa chút xíu. Chớp không giờ cứ hèo nàn lạc hậu quá mà. Nè, tao nói cho biết nha, bây giờ có tiền thì làm, còn không có tiền thì thôi. 30 triệu đầu tiên đó là rẻ rồi đó. Dạ anh yên tâm đi, em đi ra ngoài quán cà phê mình bàn xong công chuyện cái là em đi vô ngân hàng em rút tiền em đưa cho anh liền. Anh nhưng mà anh nhớ là ghi giùm em cái hóa đơn đỏ nghe. Cái gì? Ghi hóa đơn đỏ về anh đưa cho ba em. Tao thiệt nãy giờ tao ứa gan mày dữ lắm nha mày. Nghĩ sao mà cái tiền mà lo chạy chọn giấy tờ cho mày mà ghi hóa đơn đỏ hả? Tao cầm 30 triệu của mày tao đi chạy vô tao kêu người ta làm cho mày cái bằng này nọ đặng lót tay bằng giả nọ kêu tao ghi hóa đơn đỏ hả? Bự nội ai ghi cho tao? Đúng rồi, không lẽ cái ghi cái phần lý do thu tao nói là tiền làm bằng giả. Chạy giờ cơ có một tờ hóa đơn bị bắt nguyên chùm luôn á. Điên cũng vừa phải thôi. Rồi bây giờ nè, giờ đi được chưa? Dạ được anh. Ngồi đây tao thấy mặt cho già, cái chỏm tóc là tao không ưa rồi. Rồi tao vô đây thấy nếu nó đội vô rồi. Uống cho hết đi. Về vậy hả? Về bắt tan cái ơi. Nè. Mình bắt kịp được không anh? Tại em sợ mấy anh. Rồi, vậy giờ dứt khoát ra đi phải không? Đi dạ. Qua quán khác uống phải không? Dạ. Để tính tiền cà phê đi. Tôi có hóa đơn đỏ ở đây nè. Đó, đỏ luôn. Mày cần hóa đơn đỏ nè, mày ấy đi. Đỏ tính cà phê. Khỏi cần hóa đơn đỏ, nhìn thấy ổng là thấy đỏ rồi. Hả? Trả thì cà phê có hóa đơn đỏ liền. Em trả hả? Ai trả? Ai trả không được á? Ai em, trả? Em đâu có kêu đâu, ảnh kêu mà. Thì ai kêu có trả bước ra không ấy thôi à. Ai lo giấy tờ đây mày? Ai lo giấy tờ? Dạ tiền giấy tờ ba em đưa đủ tiền giấy tờ, không có đưa tiền cà phê. Anh trả tiền cà phê. Mày là thân với ổng không? Dạ. Ký sổ cho tao. Chú ơi, cho con ký sổ đi rồi xong rồi con nói ba con đem tiền tới trả cho chú, hứa với chú không cần lấy hóa đơn luôn, nghe chú. Chuyện tiền cà phê chú không thành vấn đề với con. Nhưng mà làm ăn gì cẩn thận nghe con. Ổng đi rồi chú ơi, con cùng máy bay chú ơi. Không được nghe con. Dạ con biết rồi. Thời buổi này nó không coi thông tin báo chí, không coi trên đài truyền hình, cảnh giác quá trời quá đất luôn. Mình khả năng sao mình chọn việc làm vậy? Trời quỷ thần. Nói với tôi tuổi con trâu chứ tôi đâu phải tuổi con ngựa đâu. Mà suốt ngày tôi cứ phải chạy tới chạy lui, chạy hết cái này tới chạy cái kia. Vừa lớp thì hả, chạy tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền chợ. Rồi bây giờ phải lo chạy đi đón con nữa chứ trời ơi trời. Mày đi đầu ngõ ra đây người ta nghe rồi. Làm gì mà con gái mà tối ngày cầm ràm cái miệng đi ra miệng ống ống vậy? Ôi cô tôi nói vậy em ơi, tối ngày cầm ràm hoài à, kệ nó đi. Quán xá đâu mà để ly nước gì đổ lum la vậy không? Tại nãy mấy người vô uống kìa, quậy kìa. Chị Năm uống như cũ hả? U như kỹ. Rồi, Tiếp uống gì? Giờ là chỉ có rượu mạnh thôi. Mày khùng rồi á. Quán tao đâu có bán rượu đâu. Vô đây. Hỏi tao uống gì thì tao nói tao có nhu cầu uống rượu, không có thôi. Mày quạo đâu mày quạo chứ, tự nhiên vô quán tao mày càm ràm đâu. Bây giờ tao hỏi mày uống gì mày nói uống rượu. Không, tao U như kỹ luôn. Uống như kỹ á? Con nói với chú nghe, con không tức sao được. Sao tức? Không bực sao được. Con hỏi chú chứ ở nhà có một mình con hà. Tưởng đâu là ha, lo được cái chức vô trong đó cho ổng làm. Ổng làm, tưởng đâu là ở đây là con sẽ được hưởng phước. Mà phước đâu sao con không thấy. Con thấy là bây giờ con quạ không hả? Quạ gì? Toàn là quạ tới không à. Đó, bây giờ phải lo chạy tiền nè, trả nợ cho người ta nè. Rồi chạy tiền điện, tiền cơm, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền học cho thằng Tí, đủ thứ tiền. Có một mình con. Rồi bây giờ tưởng đâu chủ nhật ổng ở nhà ổng đi đón con, đi lo cho con, ai ngờ đâu không có. Chủ nhật ổng đi đâu mất tiêu, thấy không? Rồi bây giờ thằng nhỏ đi học thêm còn phải lo chạy đi đón nó nè. Tao không biết bây làm phụ nữ nhà để làm gì nữa. Có con chồng hiền lành thật thà vậy là quý rồi. Nó làm bao nhiêu lương nó đều đưa con hết. Rồi thằng nhỏ nó học trường nào cũng được, phải là trường điểm, trường chuyên, rồi chạy trường. Chạy trường không có tiền á, bắt đầu đi mượn tiền ta. Mượn tiền ta cái không có tiền góp người ta. Phải chạy đầu này, bị người ta dí quá, phải chạy đầu này mượn, mượn đi về trả tiền đầu này đầu kia. Tối ngày vợ chồng cứ mang nợ. Chứ chú thấy nó làm việc như vậy cũng tốt rồi. Chạy việc cho nó làm chi, là tôi mang nợ mang nần. Còn không chừng mốt nó phải ông pháp nữa. Ôi thì tại vì nó hay càm ràm vậy thôi chứ. Chứ thằng Lượng con tôi nó ai vậy? Tự xử luôn ta. Quán này phải quán tôi không? Quán ông nè. Mới muốn người làm mới hả? Sao nó vô tự nhiên quá vậy? Ai biết.
chú nhìn cái cách ăn mặc như vậy nè, là người nước ngoài chắc luôn. Mà con biết nước nào rồi? Nước nào? Malaysia. Nước gì mà lái ra nước không? Nước Mã Lai đó. Mã Lai mày nói Malaysia. Malaysia đó. Rồi mày biết qua mày nói chuyện người ta, tự nhiên không vô quán Việt Nam của người ta rồi tự động rồi pha nước ra uống rồi. Trời ơi, chú chủ quán cho qua chú nói chuyện đi, ai biết đâu. Con rảnh con qua nói chuyện với ổng giùm chú đi, tiếng nước ngoài. Trời ơi, chú ơi, chú chủ quán chú nói đi, tự nhiên chú kêu con nói. Con còn trẻ, con đi học rồi chú nghe nói má con kể là con học có mấy cái bằng C, bằng D gì tùm lum tà la mà. Đúng rồi. Bằng con chạy cái... Nè, bây giờ chú qua chú nói đi, con biết được chữ nào con dịch chữ đó cho. Hả? Ê Du uống Rinh, rinh, rinh Du, du, rinh Cà phê tự nhiên là gì vậy? Tự nhiên là Nature Du rinh cà phê nature dân du Mã Lai coi chừng ăn mã tấu. Vô tiền không quán tự nhiên rồi. Ở đâu mà tự nhiên tiếng Anh mà có mã tấu á chồng. Chứ giờ vô quán tự nhiên mà. No. No là không. Không vậy. Không là không ăn mã tấu. Ê, không thì phải vô tôi uống là phải kêu tôi pha. Uống xong phải trả tiền tôi chứ. Money. Money. No money cần chú. No money cần chú. No là không, money là tiền. Là ổng là cái giới đầu tiên là ổng không có tiền rồi đó. Còn cần chú là gì con biết chắc là không có tiền không có tiền vô uống không? Cần chú không hả? Ê đừng có giả ông nội. Qua người ta có tiền, có vốn, người ta ra bán cà phê, uống cà phê, phải trả tiền chứ. No money, mua no money vậy. Trả tiền, uống cà phê, trả tiền, không muốn, không được nha. Đừng vô đi quậy nha. No. Không. Nó nói gì không hiểu luôn, no quậy. Nhức đầu quá. Tránh ra, để tôi. Biết không, nói vậy má ơi. Bây giờ mày hỏi đó coi, ổng biết không? Ổng biết tiếng Việt không? Mày hỏi đi. You talking Vietnamese. Ờ giỏi nè. Biết. Ông biết tiếng Việt thì nãy giờ nó nói đi trời. Để tôi hỏi cho. Hey. Ông này nè. Hỏi ông. Muốn uống cái gì để ổng vô ổng pha cho. Chứ đừng có tự ý đi vô làm. Hiểu không? Hiểu. Hả? Ông hiểu kìa. Ông người Việt mới ông hiểu tiếng Việt là đúng rồi. Tôi người Việt mà. Nãy giờ tự nhiên mấy người nói tiếng Anh không chứ tôi đâu có nói tôi là người nước ngoài đâu. Ngồi đây nè. Dạ. Người Việt, mình nói người Việt, nghe dạ, nói là người Mã Lai. Dạ, ngồi đi, chuyện nói chuyện của chủ quán nha. Mình là khách thôi nha, mình đừng có lanh quá. Mày lanh gì? Mày nói ông người nước ngoài. Thì ai đâu biết? Ông người Việt. Ông người Việt mà sao tự nhiên hả? Ăn mặn vậy người ta tưởng người nước ngoài chứ ai mà người Việt Nam mặc đồ kiểu đó. Giỡn chơi chút xíu rồi làm gì vậy anh Tư? Trời ơi. Ủa sao biết tôi Tư? Tôi nè. Ủa mẹ ơi. Ủa à, chú Thụ đây hả? Thụ xe ôm nè. Quỳ thật ơi. Vô chồng kẹo tôi làm tôi nãy giờ hết hồn hết vía à. Giỡn chơi chút xíu. Lúc này chạy xe ôm giảm cân hay sao mà người rút lại có chút xíu vậy? Đâu có. Bây giờ chạy xe ôm giờ mình phải nâng cấp vậy đó anh. Ủa xe ôm bây giờ chạy phải nâng cấp vậy? Nâng cấp nó hiện đại lắm. Trời ơi, xe ôm của tôi ngang là có điện thoại nè. Đó, đưa rước tận nhà nè. Phía sau á có xài cái loại mà gạt thẻ nữa. Tính tiền qua mạng nữa. Wow. Gạt thẻ đâu chú? Chắc gạt em không nè. Không ơi, phía sau xe kìa, chứ phải sau người tôi. Chú nói chú làm xe ôm thiệt á hả? Má thấy chưa? Má thấy chưa? Người ta làm xe ôm, người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc giống như người ngoài hành tinh vậy, má thấy không? Không ngoài con, phải người ngoài hành tinh. Con xin lỗi chú, dạ tại con giận quá. Con làm lại nha chú nha. Con làm lại đi con. Má thấy không? Người ta chạy xe ôm, mà người ta ăn mặc như người nước ngoài. Còn trong khi đó chồng con thì sao? Trời ơi, đi làm công chức mà một năm không mua được một bộ đồ mới nữa. Đây mới ngộ á nha. Chồng bay từ nhỏ đến giờ hả được cưng như trứng vậy đó hả được ăn học đàng hoàng
hiền lành chất phác nữa, sao bay cứ so sánh người này người kia được? Đúng rồi. Ơi, con nói cho má nghe con thiệt á, con là con ruột của má nè, người ta là con rể, mà má không binh con, má suốt ngày má đi binh con rể không à? Vậy để đổi lại đi, để con làm con dâu cho. Tao có binh nó đâu có, sao nói vậy thôi. Mày cứ tối ngày mày càm ràm đó, ai mà chịu có được? Má mày nói đúng á. Nó làm công nhân viên chức thì mặc đồng phục của nó có đồ để mặc đàng hoàng. Còn đây là anh em chạy xe ôm, thì anh muốn mặc đồ nổi để người khách người ta chú ý. Trời ơi, nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Công chức đâu, thằng Luận nó chạy xe ôm chúng tôi mà. Cái gì? Nó có mặc đồ công chức, nhưng mà tới cái chỗ bến xe ôm á, là nó thay cái bộ đồ này. Tôi ăn mặc vậy nó chỉ tôi nè. Nó nói chạy xe ôm mình phải ăn mặc cho nó sáng sủa lên, như vậy mới có khách. Không mà từ ngày nó qua cái bến xe ôm của tôi nó chạy, tôi với nó chạy bên quận bên kia kìa. À, bây giờ hai chú cháu chạy khách đông lắm. Ủa chú kìa. Chú nói nghe nè, coi chừng chú lộn với ai á. Chứ thằng con rể của tôi nó là công nhân viên chức đàng hoàng, sao đi chạy xe ôm được? Trời ơi, nó chạy chung với tôi nè, rể chị là Luận đúng không? Ừ. Nó chạy, nhưng mà nó dặn tôi là đừng có nói chuyện nó chạy xe ôm cho gia đình nó biết. Để vậy là nói biết hết ổng nội. Vậy nó dặn gì mà không nghe lời dặn của nó. Nói ra vợ chồng như vợ má nó biết hết rồi. Trời, thôi con biết rồi. Kiểu này là ông Luận ông có vợ bé rồi. Chứ ông đi làm bao nhiêu tiền ông đưa cho con, mà tiền ông đâu có nhiều đâu, lương ba cọc ba đồng. Về có bao nhiêu ông đưa con hết, mà con không hề đưa cho ông một cách nào để ông xài hết. Vậy thì ông đi xe, ông chạy xe ôm để ông có tiền riêng. Thấy chưa, ông lấy cái tiền riêng đó ông nuôi vợ bé. Trời ơi trời, Luận ơi. Bay cứ nghĩ vô cái chuyện của bay không à. Bay không nghĩ là tiền bạc bao nhiêu nó đưa bay, rồi bây giờ nó muốn kiếm thêm để nuôi vợ nuôi con thì nó chạy xe ôm. Nó nuôi vợ nuôi con nó, kể cho rõ. Nó nói với chú là nó chạy xe ôm là ngoài cái giờ nó đi làm việc, nó chạy xe ôm là nó kiếm thêm tiền, nó trả nợ gì đó. Con không cần biết. Con phải đi gặp ổng, con hỏi cho ra lẽ cái chuyện này. Mày được. Khoan lại. Từ từ chứ mày cứ hấp tấp. Mà nó thiếu nợ người ta. Mà cái tiền thiếu nợ nó đâu nguyên nhân đâu, nó thiếu nợ nó. Nó thiếu nợ là cái hồi đó là nó mượn nợ, rằng nó chạy tiền nó lo công chức công gì đó. Con kể cho chú nghe là vậy nè. Hồi đó là vợ chồng con á, nghe theo cái lời thằng cha Tùng Lài đó, là đưa tiền cho thằng trả cả 100 triệu. Cái gì? Tùng Lài là Tài. Thì thằng Tài. Thằng Tài mà tại nó lùn cho nên là con kêu nó là Tùng Lài. Tại con ghét cái tên Tài con muốn kêu. Tài là Tài lùn trời ạ. Rồi thằng Tài lùn là nó lo cho chồng bay đi vô làm công chức. Nó nói á, là nó sẽ lo cho chồng con cái chức phó phòng ha, cả 100 triệu đồng để con đưa cho nó để đem vô lo chức phó phòng. Mà rốt cuộc chức phó phòng đâu con không thấy. Con chỉ thấy là ông chồng con vô ngày nào cũng ngồi coi ba cái đơn từ của người ta đưa tới, xong rồi phân đơn vậy thôi đó. Lương một tháng không bao nhiêu tiền hết. Thì cũng tại mày, nó có công ăn việc làm đàng hoàng, tự nhiên mày kêu nó nghỉ làm gì, lo tiền vô công chức làm. Rồi bây giờ hả, mày càm ràm là sao? Con không biết. Bây giờ con phải đi gặp ổng để con hỏi cho ra lẽ tại sao ổng lại làm cái chuyện kỳ cục như vậy. Chú chở con đi qua bên đó gặp ổng đi. Thông cảm, xe chú không có chở gái được con. Nó có chồng rồi. Không, nhưng mà xe tôi. Cái gì đâu mà hoang mang quá vậy anh ơi. Thằng nó, con thấy nó. Em, là em hoang mang quá. Hồi nãy anh qua quán cà phê, anh thề là anh nói xạo là đèn tắt, anh vừa nói xong đèn tắt cái bụp. Mày không có biết cái gì hết trơn á, nghe không? Mày không thấy cái đèn của nó hả? Coi như là nhện mà bằng nhện mà nó văng, coi như nó đầy trên đó hả? Cái bóng đèn nó cũ lắm rồi. Chứ dành lượng ngay lúc tao nói nó nổ rồi, nó bể rồi, sao tao biết được? Mày á ha, tao không đẩy mày ra là nó lại nó để một cái ót ở trên đầu mày một cái là giờ này tóc mày chắc nó chợt rồi, tốt sao rồi nè. Không anh, cái bỏ qua cái chuyện quán cà phê, bỏ qua bên đi, giờ vô cho tới ngân hàng anh cũng thề. Anh nói nếu mà tao nói xạo là ngân hàng này có cướp, anh vừa nói xong tao la cướp. Em chạy thấy bà nội luôn. Mày bởi vậy mày già, cái đầu mày bự con, mày lớn xác là cao hơn tao mà mày nhát như khỉ, như là con khỉ mà đầu chó vậy hả? Trời ơi trời, sao chỉ em với con khỉ kỳ vậy? Chứ sao? Mày coi mặt mày kìa. Râu ria bậm trợn dòm thiết gớm vậy đó. Thân trâu vậy đó. Mày thấy cái gì chút xíu, trời ơi mày chạy cái tao nói tao dí theo điều muốn học máu vậy đó. Mày không biết là chỗ đó bây giờ tao đang quay phim không? Ủa quay phim hả? Ừ. Hèn gì trời ơi, nói ăn cướp em còn nghe cắt quay lại quỷ nào chạy qua máy. Mày chạy với ai? Ủa con người ta hả? Tao quay nguyên một cái bùm lớn thiệt lớn vậy đó. Mày chạy qua cái phim của tao, phim mũ chứ đâu phải phim bình thường đâu. Anh ơi anh
Hết chê quán tôi mà. Vậy? Chê quán tôi sao giờ lại quán tôi? Dạ. Ủa, xin lỗi, mình thích mình ngồi ở đâu mình ngồi chứ mắc cười vậy? Dạ, à, muốn ngồi ngồi. Ờ. Quán quán phải chiều khách thôi. Mà giờ có bán phải không? Ờ, uống gì nói đi. Xin lỗi, nãy mình uống rồi. Nó hơi nóng rồi nha. Nóng sao? Ủa, vô quán người ta ngồi là phải uống nước. Hả? Ủa, uống đồ là uống sao? Vậy vậy thôi, nếu mà chú nóng thì chú làm hai ly cà phê cũ hồi nãy của tụi con kêu chú bỏ lại đi. Là hết. Này nhớ là xứ nhiệt đới nha. Chúng ta để còn là tan. Còn ly đâu, còn ly cũ. Mua ly mới thì tôi bán. À, gài, đang mình uống được cái khác. Cái đó là thẳng nhiên thôi. Hai ly trà đá. Muốn làm trà đá làm. 20.000 ly. Vậy thôi. Ồ, chú bán buôn cũng được quá ha. Cà phê 10.000 ly, trà đá 20.000 ly. À, anh ơi anh, bây giờ tiền em rút ra rồi nè anh. Anh ơi, tiền em rút ra rồi, bây giờ làm sao anh? Rút ra rồi hả? Dạ. Để cho bằng thờ đi. Không lẽ em cúng này hết cho bà nội em sao? Mày vừa, mày ngồi xuống này người ta đi. Mày có ngu cái gì, mày cũng ngu chừa chỗ cho người ta ngu chứ. Mày rút tiền ra 30 triệu đúng không? Dạ. Mày rút ra mà để đưa ai? Em sẽ đưa cho anh. Ờ. Chứ mày còn hỏi làm gì? Dạ bây giờ em đưa cho anh. Thì mày đưa cho tao. Dạ. Vô tiền mà nói tao. Ủa chị làm gì vậy chị? Quay phim. Nè mày thấy đâu? Mày thấy là nổi tiếng không? Dạ. Mày thấy là nổi tiếng không? À. Dạ, này, đây. Cam. Chị nhớ tap tên em lên Facebook nha chị. Nè. Quay gần vô. Chị ơi chị. Nhiêu tiền? 30 triệu, 30 triệu đúng không? 30 triệu. Chị vậy chi vậy? Hả? Chi vậy? Chạy giấy tờ. Chạy giấy tờ. Chị ơi, cho em phỏng vấn em vài câu. Dạ, kính chào mấy cộng đồng mạng. Tôi là nickname của tôi là... Thôi bỏ đi, tào lao quá. Ông này mới là cần nè. Đó, mày đâu có nổi tiếng đâu mà mày cứ ấy hoài đây nè. Đó. Cái này con vô. Dạ đúng rồi, cho đúng mặt. Đó, con vô cái mặt con nghe được. Chụp chung tấm hình cho vui. Đó bà con thấy không? Đó. Đây là những cái hình ảnh mà chúng tôi quay tại trận luôn. Đó. Dạ. Hồi đó là mày cái quán cà phê tại trận vậy. Ngay quán cà phê. Ngay quán cà phê đó hình ảnh đẹp luôn. Bắt đầu. Phỏng vấn con. Dạ. Phỏng vấn. Dạ. Đó. Quá đẹp. Nhậu đây nè. Ngày xưa mới đây này chạy giấy tờ cho tôi. Chạy giấy tờ công chức cho con trai của tôi đúng không? Con rể của tôi. Nè, nói có sách mà có chứng đàng hoàng phải không? Vì đây là gì nói rõ ràng. Ủa, con gì là giờ con rể hả? Thằng Luận, con rể bả. Nói cho nó nghe thằng Luận bây giờ làm cái gì? Chạy xe ôm. Mày thấy chưa? Nó chạy là mà cái gì? Ủa, xe ôm mà cũng lo tiền mới được chạy ha anh? Đúng rồi, nhờ cậu này nè, giờ con tôi đi ra ngoài đường chạy xe ôm. À, đây, mày coi hết nguyên cái hẻm này. Cái dạng đàn ông như kiểu thằng Luận gì đó là cái thằng đó mới là khó kiếm. Nó làm ban ngày làm công chức, ban chiều tối đêm là nó chạy xe ôm làm kiếm thêm. Nó lo cho vợ. Đó. Nhờ cái ơn đức của cậu mà bây giờ thằng con tôi á, nó từ là công chức. Cái gì? Ủa, thằng Luận nó có trái hai bà má rồi hả? Má cái gì mà má? Tôi bị liệu. Nè, tôi nói lại nè. Từ chồng tôi nha, từ một người làm công chức bây giờ chạy xe ôm chung với cái chú này. À. Đó, bây giờ ông trả lời sao? Ông nói là sao về cái số tiền đó hả? Nói đi. Nói thiệt cho mẹ già giống mẹ mớm đó, nha. Đó, cái chợm tóc này nè. Ê, nói cho đàng hoàng nha. Tôi sợ một cái là không còn một cọng tóc nào nha. Ủa đất ơi, Ủa đất ơi. Cái người làm gì vậy? Hả? Trời đất ơi. Nè, lo tiền để mà chạy công chức cho cái thằng con. Ha, thằng con của bà, thằng chồng của chị. Không? Nó ngu, nó đã vô được công chức rồi thì nó phải biết lòn trên cuối xuống, thấy không? Nó phải chạy đầu này chạy đầu kia để mà nó càng ngày càng lên chức nữa. Chứ đâu phải là tôi lúc nào cũng vẽ đường cho nó chạy à. Còn muốn phải lên nữa, nó phải nói với tôi để chi? Để tôi chạy thêm nữa, đúng không? Cậu nha, cậu đừng có ăn nên nói ngược cái vậy nha. Cậu lấy một đống tiền của người ta bây giờ cậu nói gì mà nghe được quá hả? Nè, anh đi qua đây. Chị ơi, tới em hả chị? Đúng rồi, nè. Quay. Anh đưa tiền làm gì? Em nói giữ nữa. Em đưa tiền cho anh để anh chạy chức cho em. Chồng của tôi ngày xưa ổng hứa là chạy chức phó phòng mà bây giờ ra làm xe ôm rồi đó. Thì anh nghĩ đi, ổng nói ổng chạy cho anh cái chức trưởng phòng rồi sau này anh sẽ ra làm gì? Trời ơi, chứ chết tôi rồi. Anh sao em? Anh lo cho người ta phó phòng mà giờ người ta chạy xe ôm mà em cũng căng quá. Không mấy giờ cho em xin lại tiền đi anh, em về em đưa ba em nói thiệt. Mày lại nhảy ra nhảy, mày còn hơn là ba nữa à? Mày á, nghe, mày
mày đưa cái đầu xuống coi, đưa cái đầu xuống. Ủa sao anh tán đầu mà anh tán xuống tới mặt em hay? Mày vừa phải đó nghe chưa? Tiền nào mày đưa tiền tao nào? Ôi nói gì kỳ vậy? Hồi nãy em mới đưa tiền anh xong á chị, em mới đưa anh 30 triệu rõ ràng. Dạ anh nói không có là sao anh? Đâu, bằng chứng đâu? Đi ra. Ê chị ơi, chị lấy lại công đạo giùm em đi chứ em. Công đạo hả mày? Công đạo. Quýnh em hoài luôn cơ. Trước tiên á, muốn làm cái gì phải đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng, nghe chưa? Đứng lên nói chuyện với người ta đàng hoàng chứ ngồi như vậy người ta nói người ta cúi xuống mỏi cổ nghe chưa? Đứng lên. Đứng lên. Nói chuyện với tao khi dễ người ta quá vậy. Nó đứng nãy giờ. Nãy ghế rồi đây. Nè, đứng nãy giờ đứng rồi đó. Nó đứng rồi. Khoan để tôi vô cận cái ghế. Đó, vậy đi. Ê con mớm kia. Sao? Đây là tiền của ai? Tiền của ổng. Vậy sao mà đòi? Mày là vợ nó hả? Thấy chưa? Chơi hàng dài hả? Gãi gì? Hả? Tôi nói cho ông nghe, ông lường gạt má con tôi thôi như vậy là đủ rồi. Ông đừng có lường gạt thêm một người nào nữa hết. Ông trả tiền cho người ta đi chứ. Đúng rồi, trả đi anh ơi, ông trả em khóc tới chết luôn á. Ông trả đi giao cho chính quyền. Hỏi bằng chứng tôi thâu trong máy hết trơn trội rồi. Đúng rồi. Máy đâu? Đó, bằng chứng đây nè con. Trời ơi, cái mặt nó bự quá. Ê, cái này chơi quay lén hả? Không có, tao quay trước mặt. Có chừng nó vô điện thoại đó. Hả? Nè, đừng có giỡn mặt nha. Trời, chịu đá đủ rồi con. Mày giả bộ mè lũ phải không? Mè lũ mày mời nó đây đặng mà quay lén người tao rồi phải không? Đâu có đâu, em đâu có mè lũ đâu chị. Chị nói mẹ em đi chị. Em bây giờ em chỉ muốn lấy tiền lại thôi. Bây giờ anh trả tiền cho tôi đi. Tiền thì bây giờ trả mày nè, có gì đâu. Đó, nó nhờ tôi làm nhưng mà tôi không chấp nhận cho nên tôi trả tiền lại cho nó. Mọi người cũng làm chứng rồi phải không? Rồi xong chuyện tôi đi về. Ê, đâu có dễ dàng vậy được. Bây giờ trả tiền cho người này xong rồi, bây giờ tới cái tiền của tôi thì sao? Hả? Trả tiền lại đây cho tôi. Gì vậy? Gì vậy cái con mớm hung dữ? Chồng của em á là bây giờ cũng là công chức đúng không? Đúng không? Nhưng mà tại vì nó ngu, nó không biết lòn cuối rồi, bây giờ nó ngu rồi nó chịu chứ sao? Nè, nói cho mấy người biết, đừng có hòng mà triệt tôi. Trong đời này mà còn có những thằng mà không chịu ăn, không chịu học mà còn mơ tưởng nó chức trưởng phòng, phó phòng như kiểu thằng này thì cuộc đời với những thằng như tôi sẽ trường tồn mãi mãi. Đình Toàn và Lê Khánh chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Danh Hài Đất Việt. Anh Đình Toàn ơi, anh có thể giúp em chuyện này không? Đương nhiên rồi, anh em mà chuyện gì anh cũng giúp. Anh cho em hỏi thăm nha, con của anh học ở trường nào vậy? Ủa gì vậy Khánh? Dạ. Em sao vậy? Hả? Anh làm gì có con mà tự nhiên hỏi con anh? Trời ơi, thôi chết rồi, em xin lỗi nha. Tại vì á, em nghĩ anh là giống ông hàng xóm của em, ông Tư hàng xóm của em á mà. Ủa gì vậy Khánh? Hả? Em sao vậy? Dạ. Tự nhiên anh sao, ông Tư hàng xóm của em sao mà tự nhiên giống nhau? Tại vì hai người có nét dài giống nhau đó. Cái gì vậy Khánh? Không. Trời ơi, tại vì em đang rối quá cho nên em nói tùm bậy tùm bạ hết trơn, anh đừng giận em nha. Ủa mà tóm lại là bây giờ em muốn chuyện gì mà nãy giờ nó cứ xà quần vậy, em muốn cái gì? Em ngại quá, thôi em nói luôn nha. À, thật ra em có đứa cháu mà em coi nó như con của em vậy đó, em thương nó lắm. À. Rồi á, bà nhỏ mới đi học, rồi bà có nhỏ bạn thân rất là thân, cái gì cũng mà chia sẻ với nhau hết. Nhưng mà năm nay cô bạn thân chuyển trường, chuyển qua trường chuyên, thế là bà buồn rồi bà cũng muốn chuyển qua trường chuyên, tại vì bà nói là trường chuyên học sẽ giỏi hơn, nhưng mà bà nói là không cách nào để mà chuyển trường được. Rồi mới năn nỉ em, nói là em quen biết rồi em giúp bà chuyển trường được hay không. Bà nhỏ của em muốn vậy đó, thì bây giờ em biết là anh quen biết nhiều, anh giúp em được không? Coi như là người gì nóng lòng vì đứa cháu của mình đó phải không? Dạ đúng rồi. Tưởng chuyện gì chứ cái chuyện mà nhờ gửi gắm chuyển trường tôi chứ chuyện nhỏ xíu à. Vậy hả? Anh làm không có được. Ủa gì kỳ vậy? Nhỏ xíu mà không được là sao? Bây giờ anh không giúp em thì ai giúp em bây giờ? Khánh nè, thật ra là không phải là anh không muốn giúp hoặc là không chịu giúp, mà vấn đề ở đây nè, anh muốn á là tại sao á em không khuyên cháu mình là nên ở lại học trường cũ? Biết là tình bạn bè kháng kích nhưng bạn bè vẫn có thể sau giờ học đến thăm nhau. Còn trường học á thì nơi nào cũng như nơi nào, đâu phải bất cứ ai qua trường chuyên cũng học giỏi hơn đâu. Ôi, trường chuyên phải khác chứ anh. Nè, trước khi á mà em có quyết định sáng suốt là tiếp tục nhờ anh hay không nhờ anh thì anh mời em cùng đến những tiểu phẩm này, em xem xong rồi em hẳn ra quyết định nhé. Bây giờ thì Đình Toàn mời Lê Khánh và quý vị khán giả chúng ta cùng đến với tiểu phẩm Trường Chuyên của tác giả Huỳnh Lập với phần thể hiện của các diễn viên Bủ Đa, Vi Vân và Quốc Khánh.
Thì kỳ ghê á, người ta đi học về không cho người ta đói bụng về nhà, người ta ăn cơm đi bắt ra quán cà phê làm gì không biết nữa. Rồi ủa đâu rồi? Ủa mẹ đâu rồi mẹ? Mẹ mẹ! Con đâu rồi con? Con đây nè. Con ơi, con của mẹ đâu rồi? Con ơi, con của cô đâu rồi con? Không biết. Ủa con mẹ hả? Con nè. Mày con tao hả? Trời đất ơi. Thôi vô đây mẹ nó nghe nè. Hôm nay á, đứng đàng hoàng coi nghe mẹ nói nè. Hôm nay á, mẹ hẹn bạn thân của mẹ hồi xa xưa mẹ học chung á. Con hiểu không? Là bây giờ mẹ nói cái gì đó, mẹ nói cái gì là con phải nói theo cái đó nghe chưa? Không cãi lại mẹ. Mẹ dặn con nè, ca dao tục ngữ có câu: cá không ăn muối cá ương, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Mà con mà cãi lời mẹ, mẹ đá con một cái nha con. Bây giờ nghe lời mẹ, lại đây ngồi đi, mày đợi mẹ bạn tới nha. Thanh Thuận nè. Thuận mong mạnh đúng không? Thôi quỷ à, bộ giỡn hoài. Ta đã nói rồi, tại vì hồi xưa là bồ mình là còn nhỏ hiểu không, rồi khó nuôi, bởi vì ba mẹ mới cắt tóc ngắn rồi cho bận đồ con trai thì mới gọi là mong mạnh. Bây giờ lớn tóc dài rồi, phụ nữ rồi, mong manh. Trời hết mạnh rồi hả? Ừ, mạnh đó nha. Dễ thương quá trời, giờ này trắng trẻo đẹp gái quá hả? Thôi. Ủa bồ nói đi với con mà, rồi con bồ đâu hả? Trời là để giới thiệu cho đứa con của tôi nè, lại đây nè. Đây con bồ hả? Con dạ. Giới thiệu tên tuổi cho cô biết đi con. Dạ con tên Thanh Thản. Mẹ Thanh Thuận, con Thanh Thản. Dạ. Dễ thương. Đây là mẹ Thuận, con Thản. Nói nghe nè, bồ đợi mình lâu không? Trời đất ơi, nãy giờ tới hả, có 1 tiếng rưỡi thôi hà. Xin ra coi con. Hồi nào mẹ? Hả? Nào tới 1 tiếng rưỡi, mới tới đang ngồi chưa nóng ghế mà. Cái gì? Nóng. Mới tới cô, ngồi chưa nóng ghế nữa. Đúng rồi, hồi nãy giờ mới vừa kêu 2 ly cà phê sữa nóng, chưa có ra. 2 ly cà phê nha. Mẹ lên. Con ngồi xuống gian ra coi. Không ai thấy mẹ hết trơn con. Thưởng, trời cái tính không bỏ dữ quá à. Con nhỏ thì nói từ từ thôi. Nói nghe nè, mình xin lỗi nha. Bị gì công việc con cái rồi chồng con lu bu quá, thành thử ra mình quên mất tiêu thời gian mình mới tới trễ á. Xin lỗi bồ nha. Trời, mình có trách nhất cái gì đâu. Mình là người phụ nữ đức độ mà. Người ta mấy người tới trễ á, mình không có quan tâm. Bồ khó quá à. Thì mình bận thiệt mà, chồng con rồi đủ thứ chuyện hết á. Mình phải lo, mình phải nghĩ, biết không? Ý nghĩ cái gì trời đất ơi, mình là người phụ nữ hiện đại á, mình phải biết chăm sóc cho con, cho chồng đúng không? Phải cho chồng là quần áo tươm tất đúng không? Con cái nó cũng hả, phải là nó cũng biết là đi đứng học hành ngồi gì này nọ, nó cũng phải ngăn nắp, nó phải đàng hoàng đúng không con? Muốn cái chừng xuống cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, cái áo của con á mẹ, sao mẹ hứa 1 tuần lễ trước mày giặt mà tuần này mẹ chưa giặt không, sao nó hôi nó thú quá kìa. Ủa hai mẹ con à... Hai mẹ con xì xầm gì vậy? Không có cô, mẹ ăn chửi thề. Hả? Không phải. Mẹ là mẹ thề là không bao giờ chửi con. Thấy bồ như vậy á là mình ngưỡng mộ bồ lắm á, biết không? Trời ơi, bồ là giỏi lắm á, mình ước gì cũng được như bồ vậy đó. Thôi bỏ qua cái vụ đó đi ha. Nó nghe nè. Cái vụ mà cái đứa con á, con bạn á, Liễu á. Thằng con trai mà tên Liễu á. Chưa nhận Liễu con mình đó hả? Nhớ sao lúc sao? Trước á, tôi qua nhà bồ á, nó nhỏ xíu vậy nè, mà nó đánh lộn u đầu bể trán luôn, nó còn đánh lộn như vậy nữa không? Ủa, hồi nào, bồ qua hồi nào? Hồi xa xưa sửa xưa. Trời ơi, quỷ à. Trời ơi, lúc đó là nó còn nhỏ xíu, nó biết bò, rồi mấy anh hàng xóm á, mới gửi con qua, rồi nó đụng nhau, rồi nó té. Chứ quánh lộn cái gì, nhỏ xíu biết bò mà quánh lộn, bồ đi thiệt á. Tôi nghĩ giờ nó cũng vậy hà. Còn ở đâu nó hiền lắm. Hiền gì, người ta có câu là gian sơn dễ đổi, bản tánh khó dời. Không có đâu, mẹ mới khó dời á, cô kể cô nghe. Mẹ con chuyên gia ngủ ngày luôn, mà mỗi lần ngủ nằm một cái là khỏi ai dời. Thành thiệt luôn á, con với ba con sách gần chết luôn, không về được. Nằm là nằm chết, nó luôn không bao giờ về được. Rồi, nói chung á là thằng Liễu con mình nó hiền lắm. Không, đừng có nghĩ gì, tội nghiệp nó. Vậy hả? Ừ, hiền lắm. Không có biết quánh lộn quánh lạo gì á. Tới bây giờ nó lớn rồi nó vẫn hiền. Vậy hả? Thôi bỏ qua vụ đó đi. Để mình nhắc là, ê nó nghe nè.
Con đứng dậy, nó nghe nè. Hả? Trời ơi, cái này phải nói nhỏ nhỏ thôi. Con bồ á, nó có vô học trường chuyên không? Trường chuyên. Thì nói chung á là thằng Liễu con mình đó nó học giỏi lắm. Thì mình cũng muốn tạo điều kiện để cho nó vô trường nó... Nói chung tốt một xíu. Nhưng bây giờ hoàn cảnh gia đình mình như vậy thì chắc là mình kiếm trường nó bình thường thôi. Ý là nghèo á hả? Không có tiền vô trường chuyên á hả? Kỳ quá hả? Trời ơi, nghèo có gì đâu, không dám nói. Nói ra bình thường đi. Mình nè, giàu đâu có nói đâu. Biết sao không? Người ta nhìn vô là biết giàu rồi. Người đánh dễ sợ luôn à. Ê, nó nghe nè. Hả? Tôi khoe với bồ nha, thằng con á. Nó chuyên ba môn luôn. Dạ? Chuyên ba môn gì? Sinh, sử, địa. Trời ơi, vậy là giỏi lắm á. Mẹ, nhớ lộn rồi, con chuyên môn thể dục. Ủa, thể dục là sao con? Cái trường con chuyên thể dục. Giờ con sao? Dạ. Mẹ đã nói với con rồi. Mẹ nói cái gì là con phải nói theo cái đó nghe chưa? Mà sự thật là con chuyên thể dục mà. Thể dục cái gì? Im đi. Sinh, sử, địa. Im đi. Thanh Thuận. Trời ơi, nó nghe nè. Học kỳ nào á nó cũng giỏi hết trơn á. Học kỳ vừa rồi hả, nó xếp loại giỏi luôn. Con nói cho cô đi, học kỳ vừa rồi con xếp loại gì nè? Dạ trung bình. Dạ số quýnh nào á? Nghĩ sao trung bình vậy hả? Mẹ nói con rồi sao? Mẹ nói cái gì á là con phải nghe theo cái đó. Nói theo cái đó nghe chưa? Trời đất ơi, cả lời mẹ mà quýnh một cái bây giờ nghe chưa mày? Nghe chưa? Trời đất ơi, nó giỏi lắm em ơi. À. Nó xuất sắc không đó, nó loại xuất sắc không đó, nói cho cô biết nè con. Xuất sắc không đó. Thôi cô ơi, trong trường người ta dạy con không được nói dối mà nãy giờ mẹ con bắt con nói dối hoài à. Thực ra con học ngu lắm, con không có giỏi môn gì á, con giỏi duy nhất có mình môn thể dục thôi. Mà cô biết sao con giỏi môn thể dục không? Tại mẹ con đánh con riết con đỡ mà con giỏi môn thể dục luôn á, chứ con học ngu lắm. Rồi. Thuận, thôi. Sao kìa? Thiệt tình luôn á, cái tính bộ nha, từ trước tới giờ là không bao giờ bỏ hết á, từ nhỏ tới lớn à. Nè nè, đây con nói nghe, con nè phải ngoan, con phải thương mẹ con tính như vậy thôi chứ mẹ con thương con lắm, lúc nào á là cũng mong muốn con học giỏi hết trơn á. Với lại á, dù là mẹ có nói cái gì, mẹ có giỡn cái gì đi chăng nữa thì con cũng phải cố gắng học hành chứ, đâu có mà để học sinh trung bình, học sinh yếu được đúng không? Nè con nghe nè, bây giờ thằng Liễu con cô á nó học giỏi lắm, bây giờ nếu mà con yếu môn nào á con có qua nhà cô để nó dạy kèm cho con nha. Được không? Được. Mẹ con cho không? Mẹ cho mà. Chứ mẹ con hay tập tạ đánh con đau lắm á. Tính của mẹ con là như vậy đó, từ nãy tới giờ là cô biết nào đúng nào sai hết mà. Thôi kệ đi, tại tính mẹ con vậy mà nhá. Để con xin lỗi mẹ con. Lại xin lỗi mẹ đi, thương mẹ nha. Thôi. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi mẹ. Con hứa con không cãi lời mẹ nữa. Thôi con, mẹ mới chính là người có lỗi. Bởi vì mẹ nổ quá mà. Chứ lại sau này mẹ hứa mẹ không ăn hiếp con, lo lắng cho con đàng hoàng, cho con chỗ học nè. Đó, qua học đi. Chết mẹ rồi. Con cho phép con rồi đó cô. Chứ cô không có quen chứ, thấy mẹ con hiền hiền vậy sao giọng mẹ con nó trầm đàn ông quá. Không quen. Sao vậy, sao hiền như vậy? Mẹ tươi con. Vậy là ngày mai mẹ chở con qua nhà cô cho con học kèm nha. Vui lên đi, mai qua học mà. Cho tôi vô học chứ. Sao vô học gì? Tại vì cũng ôn lại kiến thức á. Thôi đi học đi con, đi học nha. Dạ. Đó, Lê Khánh, em công nhận không? Thời học sinh luôn luôn là một giai đoạn đẹp nhất của đời người. Đương nhiên rồi, bởi vì chúng ta có muốn quay lại thời học sinh, chúng ta cũng không bao giờ có được cái thời điểm đẹp đó nữa. Và nhiệm vụ của chúng ta em nghĩ rằng là chúng ta phải định hướng cho các em nhỏ từ lúc các em còn ngồi trong ghế nhà trường, đúng không anh? Là thành công luôn luôn gắn liền với sự nỗ lực và sự cố gắng, không có được lơi là. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy rằng có rất nhiều bạn nhỏ nghĩ rằng thành công và nổi tiếng rất là đơn giản bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau, chứ không có bằng học vấn nữa. Cho nên các em không có lo học hành mà phải tìm
tìm mọi cách làm sao để mà nổi tiếng và thành công cho thật là nhanh đó anh. Anh hiểu vấn đề em đang nói, bởi vì chúng ta thấy rõ ràng mạng truyền thông bây giờ phát triển rất mạnh mẽ. Các bạn, nếu như ngày xưa chúng tôi cũng như quý vị khán giả lớn tuổi, chúng ta chỉ chơi những trò chơi dân gian trẻ con như tạt lon, bịt mắt bắt dê, chơi keo, chơi bắn bi, chơi banh đũa, thì bây giờ các em nhỏ hầu như không tham gia trò chơi này nữa, suốt ngày ngồi trước máy vi tính. Và thậm chí có một số bạn có suy nghĩ là chọn ra một status nào đó hoặc một hình ảnh nào đó thật ấn tượng và tung tất cả lên mạng, đánh thêm một vài câu gọi là một câu phát ngôn gì đó gây sốc sốc một chút để câu like, rồi rung đùi ngồi chờ mọi người nhào vô mổ xẻ, thậm chí có chửi bới, và cuối cùng truyền thông sẽ vào cuộc và đưa vấn đề lên đỉnh điểm và các bạn trở thành người nổi tiếng sau một đêm. Ồ, công nhận nha, mạng xã hội hiệu quả quá anh hả? Dạ không phải hiệu quả nào cũng mang lại một kết quả tốt đẹp. Để minh chứng cho điều này, Đình Tàng mời quý vị khán giả cùng theo dõi tiểu phẩm Loạn Truyền Thông của tác giả Minh Tuấn với phần thể hiện của nghệ sĩ Trung Dân, Huỳnh Lập, Ngô Kiến Huy, Phúc Giế Lô, Buka và Hải Triều. Làm gì mà ngoài kia quánh nhau sao chú hai? Bu quá trời luôn chú hai. Ôi bu quá trời luôn rồi, bu đâm bu đỏ luôn rồi chú hai. Trời đất ơi. Ôi đất ơi. Mày vô đây, mày vô đây. Sao chú hai? Mày á. Đưa cái chổi đây tao, đưa cái chổi tao. Con mua gì đưa sao quánh con sao? Mày đưa đây, đưa đây. Ê chú hai. Quá trời đất, mày làm biến. Cái gì chú hai? Cá độ đá banh. Mày cá độ đá banh. Ôi mày thôi thôi. Thôi chú hai. Tự đây. Mày mày ra đây. Một loài động vật bốn chân có vú. Ê, con gì mày? Có bạch dê của ông ai nè. Mày đi xuống đây. Trời đất ơi. Nhà của tao có cửa có nẻo đàng hoàng, mày không vô mày làm gì bị chui lỗ chó hả? Ông hai ông thấy hả? Ngay trước cửa quá trời người ta buông luôn, con vô đâu có được đâu. Nhưng mà con nhanh trí nha, con nhớ là phía sau nhà của ông hai á có cái lỗ chó, con chui qua á à, bắt gặp chó bẹt dê của ông hai. Nó hiền dữ lắm, nó nằm im mà không làm gì hết á. Rồi á lại rồi nhẹ cái nó cắn thấy bà luôn đây nè. Thôi nè. Trời đất ơi, thời trang chó nhai. Nhưng mà con cũng không vừa đâu nha, con cắn lại nó và hành chó xà màu luôn rồi. Này, này mày đứng lại. Con chó tao thứ nhất bị mẻ răng, thứ nhì mà mình mẩy nó bị chày xước là do mày. Dạ con không. Quánh liền dạ, chú hai. Trời ơi, mày quá. Quánh liền, chó cưng chú hai, quánh vậy đó. Quánh liền chú hai. Tao, mày vô nhà tao đầu tóc mày làm gì mày nhộm giống như con chó cò mày hả mày? Ôi, cái này là cái mốt thời trang đúng không? Mà chuyện gì? Mày rủ thiên hạ tới rần rần vô nhà tao phải không? Không không không. Mày với ngày cá độ đá banh phải không? Không phải. Mày cờ bạc muốn đề muốn chú hai. Cái này chú hai nói bậy rồi. Cái này chú hai là già độ đốn nè. Gì? Là chú hai có gì già cả, không có sức lao động nữa. Tụi con biết trước, tụi con cho chú mượn. Nói tao già độ đốn hả? Chú hai làm gì mà chú hai đi giật hụi người ta vậy? Ê, tao giật hụi nào? Chứ hồi sau người ta kéo tới, người ta kiếm chú kiếm con đâu. À đù. Không. Không, lộn rồi. Quá trời quá đất rồi. Không phải giật hụi, không phải giật hụi. Cái này là ý đồ của con. Hả? Ý đồ của con. Trời đất ơi, ông hai có nhớ cái hôm ông hai quét nhà không? Rồi sao? Đó, cái hôm đó là tự nhiên nó con mới mở một cái bài nhạc vô cùng sôi động gì đó là nổi tiếng, vũ điệu công chiến. Ờ đó, cái bài vũ điệu công chiến. Con mở lên một cái bắt đầu nghe, hình như là ông hai ông nghe ông say mê hay sao đó, bắt đầu cái ông nhảy theo. Quay bốc chụp. Quay bốc chụp. Quay mông. Đây đúng rồi. Đây này đó. Đó, gì đó, con mới móc cái điện thoại ra. Con móc điện thoại ra. Nhảy rồi mày quét rồi mày. Chờ chú hai sấy quá, hở nó rớt một số thứ. Rớt gì? Dạ bụi. Bụi vậy chú hai, giày mới mà mang thì bụi rớt về nhà hết. Ý nó bắt hai già đó, rồi nó cái phụ tùng nó lỏng lẻo nó rớt hết. Dạ. Ấy, đỡ mày. Trời ơi, em nói ra ngoài nha mày. Cái con kể tiếp nè, đó. Khi mà ông hai nhảy vũ điệu đó, con lấy điện thoại con quay lại.
con quay lại, con tung lên trên mạng. Trời ơi, bây giờ ha, cả 10 triệu người like luôn, nó ghê không? 10 triệu á chú hai. Nhiều lắm, đông lắm. 10 triệu mày quay cái clip này rồi mày tung lên mạng đó hả? Dạ. Rồi thiên hạ bu vô coi hả? Đó, coi tao đó. Tao thấy đâu có hay ho gì đâu mà họ like chứ à. Hay chứ, trời ơi. Nhìn vào à ha, gì rồi ông hai nha, tao nói nha, nhảy bằng cả trái tim, rất là tự tin và rất là nhiệt tình nữa. Tao thích cái điều đó. Quá trời người like luôn. Đáng vậy nha, con còn chơi gọi mấy cái bạn mà nước bạn nữa, như bên Đông Timor, rồi bên Iraq, Iran, rồi kêu luôn mấy cái phần tử mà IS đó lại ủng hộ. Ôi, IS. Rồi, à. Dạ lại thần linh đừng có cho con nghe cái vụ đó, tôi sợ quá ha. Bây giờ vậy nè, mày làm ơn mày giải tán giùm cái đám đó đi ha, một lát thế nào công an cũng xuống đây nói là gây mất trật tự cho mày coi. Không được đâu, đây là fan của ông hai đó, đây nè, nhờ cái sự nổi tiếng này mà ông hai có rất là nhiều nhà đầu tư nè nha, nhà báo nè, nhà đầu tư nè, ông bầu nè, rất là nhiều người hoạt động nha, tới đây lợi dụng cái a không nhờ cái sự nổi tiếng của ông hai để mà họ làm ăn kinh doanh, mình có tiền, mình sắp vào tôi rồi. Nổ vậy là chú hai là hot boy luôn rồi hả? Hot boy. Trời đất ơi, chú hai nổi tiếng, chú hai kiếm tiền, chú hai. Bây giờ con đã sắp xếp xong hết trơn rồi, bây giờ ông hai chuẩn bị tinh thần, con gọi kêu đối tác vô liền. Mày kêu vô hả? Trời đất ơi, nổ, đừng giỡn mặt. Alo, thấy chưa? Thấy mà nè, đừng có đi cửa trước nha, đông người lắm, đi cửa sau đi. Ừ, con chó dễ thương lắm, vô đi nha. Rồi. Chú hai. Đối tác vô chú hai, sửa soạn là đàng hoàng chú hai. Trời ơi, đầu sẵn cái gì? Tay sửa xài nước hoa nước khủng gì vô. Gỡ cái nó này. Để quét bụi chú hai. Để quét bụi. Hay quá. Rồi. Ê, buông em. Buông em đi. Buông em. Đợi gì vậy? Ủa còn sao dài chiếc chó chứ có chứ không. Cộng chó lại con. Dạ cộng chó lên. Ê, nó lên. Ê, trời ơi. Trời ơi chú hai. Chó nó biết. Trời dài luôn chú hai. Trời ơi, con chó này mới hung dữ dễ sợ à. Đó. Thiệt tình đâu chú hai đâu. Thiệt. Đúng rồi. Đúng chú hai rồi. Dạ. Giờ hân hạnh là quen với anh. Không có quen được, cứ bắt tay ông nội. Lại bắt công bắt túi ta nữa. Dạ. Con xin hợp bắt tay chú hai. Dạ. Thôi trại mới ra phải không? Quá à, đàng hoàng lắm, tương thức lắm. Giới thiệu sao chú hai nói tôi chạy ra mới ra cha. Ai biểu làm quá chị. Đây á là giám đốc của một công ty trách nhiệm hữu hạn thu mua ve chai. Vậy là được rồi. Rồi mày ra làm sao mà gom nước suối bịch sớm dạ. Đem đây bán cho ông nội này. Nhiều lắm chú. Lẹ con. Hả? Sao vậy? Thì lấy đồ ve chai bán cho chú em. Đâu có mua ve chai đâu. Chú tới đây làm gì? Con tới đây là hợp tác với chú hai để làm ăn. Làm ăn? Dạ. Ủa. Tính mướn đất nhà tôi để mở dựa ve chai phải không? Gì chú hai? Sao mở dựa ve chai đây? Hôm bữa là con coi được cái clip vũ điệu cồng chiêng của chú hai đó. Con thích lắm. Cho nên là con muốn đầu tư làm một cái clip MV dữ dội hơn, hoành tráng hơn. Đó. Quay nữa hả? Dạ quay nữa. Để cho người ta coi được cái vũ điệu cồng chiêng chú hai. Như ở các vùng như là Tây Nguyên, Kon Tum, Đắk Lắk, Pleiku. Đó, sau khi người ta coi xong, người ta sẽ bỏ hết cồng chiêng, còn sẽ thu mua lại là một bộ sưu tập bán đồ cổ. Bán ra nước ngoài. Lúc đó, con sẽ làm lời, chú hai cũng có lợi nghe. Kèo thơm chú hai. Hay quá. Dạ. Bonjour. Yeah, merci beaucoup. Anh bước lên đây. Yeah. Tôi quá ngưỡng mộ, anh làm tôi very surprise. Trời ơi, vũ điệu cồng chiêng của các dân tộc Tây Nguyên đó là một vũ điệu rất hay. Cồng chiêng của họ là những báu vật mà được UNESCO công nhận đó là báu vật phi vật thể. Anh kinh doanh cái đó, anh làm, anh tập hợp lại hết, anh không gìn giữ mà anh bán ra nước ngoài. Very surprise. Tôi ngưỡng mộ anh quá. Trời ơi, tao không ngờ mày lại tiếp tay cho những cái thằng mà đi buôn bán làm chảy máu cổ vật Việt Nam. Trời ơi, bình tĩnh
được mời. Được mời, ai được mời? Ờ, tôi mời. Đó, quên. Dạ, xin lỗi. Ây, buồn quá, rối quá. Đâu. Ôi, chào chú Hai. Trời ơi, chú Hai lâu quá không gặp, khỏe không? Khỏe không? Trời ơi, lâu quá không gặp nha. Dạo này trắng trẻo nhìn đẹp trai ra nha. Bệnh quá. Wow. Thêm bậy. Tôi với Thiếm không có quen biết. Gặp mới lần đầu tự nhiên hỏi mập quá đẹp trai là sao? Làm như quen hầu đời nào vậy? Sao giả quá vậy? Dạ không có đâu, cái này không phải giả thường đâu, mà cái này là giả chân á. Dạ không, dạ tại vì cái đó là cái phong thái của công ty của tụi con á. Là tụi con muốn tạo một cái sự thân thiện với đối tác để cho mình dễ nói chuyện á chú. Không sao đâu. Chị ngồi chị. Uống nước chú. Đây chị mời cho em. Dạ. Chú uống nước chú. Đẩy tao vô đi ta. Mời. Dạ. Đẩy. Dạ, cô là người phải châu bò chú Hai. Cảm ơn, dạ thân thiện quá. Thân thiện lắm em. Bây giờ nãy tôi mới dí một thằng mất dạy ha. Nó dám lấy văn hóa dân tộc ha. Nó gom lại rồi nó đem bán nước ngoài ha. Bây giờ cô tính đây, cô tới đây cô mừng ăn gì cô nói đại luôn đi. Dạ, không có đâu chú ngồi xuống đi, bình tĩnh mà nói chuyện nhau nè. Dạ thật ra thì là mấy hôm nay á là con có thấy được cái sự xôn xao về cái clip của chú đóng chính ở trên mạng. Cái thằng cô hồn người nó quay lén tôi nè, rồi nó đưa lên cảnh nó đó. Dạ chú, nhưng mà bây giờ cái tên tuổi của chú đã được đẩy lên tột độ rồi. Cái gì? Cô nói sao? Tên tuổi của tôi bây giờ đẩy lên tột độ? Dạ đúng rồi, bởi vậy hôm nay con đến đây là để nhằm lợi dụng. Không, dạ, nhằm sử dụng cái sự nổi tiếng của chú và cái sự tai tiếng của công nữa và cái sự nổi tiếng của công ty chúng con và chúng con muốn là công ty chúng con và chú sẽ hợp tác với nhau là một cái dự án mới. Dự án gì nói quá ra đi Thiếp. Dạ, tôi xin tự giới thiệu, công ty của chúng con là công ty đa quốc gia gồm nhiều nước trên thế giới, từ châu Á đến châu Âu, từ châu Phi đến châu Mỹ, từ châu Chấu cho đến châu Tinh Trì rồi lột, từ châu Úc cho đến châu Đại Dương, nói chung là hoạt động trên tất cả mọi châu lục. Chú Hai, công ty này được rồi chú Hai, đi du lịch khắp thế giới miễn phí. Đúng rồi. Chưa hết đâu nha, công ty của chúng con á là gồm 1.000 nhà máy sản xuất, 1.000.000 kỹ sư khoa học và mỗi năm sẽ tạo ra 1 tỷ sản phẩm. Trời hay nữa chú Hai. Công ty này cái gì cũng một á, đứng nhất với chú Hai. Đúng rồi, công ty này cái gì cũng một á. Dạ. Công ty này kiểu một mình bả làm chủ luôn, một mình bả đứng bán hàng, một mình bả đi ra tiếp thị, một mình bả hết trơn. Trời, đúng không Thiếm? Dạ đúng rồi, công ty có một mình con thôi. Trời ơi. Ủa sao biết hay vậy? Tại vì công ty của con nha là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 111. Dạ. Để cho chúng con có thể tạo ra những cái sản phẩm gọi là có giá trị nhất. Chú mà tham gia vào công ty của chúng con thì chú cũng sẽ nhận mức lương khởi điểm là 100.000.000 đồng. Đó là tiền mức lương khởi điểm mỗi tháng, chưa tính tới cái tiền quê hồng nha chú. Trời ơi, tôi làm tới 100.000.000 đồng một tháng hả trời? Dạ. Vậy tôi mừng cái gì trọng? Dạ, chú có thể chú chỉ cần hợp tác, đồng ý hợp tác thôi. Chú có muốn không nè? Nếu tôi đồng ý, tôi hợp tác thì tôi làm gì trọng? Dạ, nếu mà chú đồng ý thì ngày mai chú sẽ vào công ty của con làm. Nhưng mà trước tiên thì bây giờ chú sẽ đóng cho con là 10.000.000 đồng để tiền thế chân. Lặng nhách. Chân cẳng tôi ở nhà tôi tự nhiên gì tôi đóng 10.000.000 tôi đóng thế hai chân nè hả? Không có đâu chú ơi, bây giờ nè chú đóng tiền thế chân đi, cái con giữ cái chân lại cho chú. Còn chú mà không đóng á là người ta thọt cái chân vô là con cho người ta thọt vô là chú không còn chỗ đó. Dạ thưa thần linh, dạ con không dám dính vô vụ này đâu. Không đâu, chú nghe lời con đi. Thôi làm ơn tốt cho chú đó. Chú Hai nó nghe nè. Ủa hình như trong mấy cái fan hâm mộ của chú có công an kinh tế gì lại thăm mà chú Hai ơi. Chào anh. Công an chú chơi. Công an lại thăm. Nhà có cửa sau không? Có cửa sau. Ở đâu? Ê chị ơi. Ê, đây bằng nghe. Ê. Đưa lại. Đi cửa nào ra cửa đâu á? Ra cửa đó chú chết hả ba? Trời ơi, con chó nó bận cắn thằng kia rồi cho nên ra cửa trước đi nha. Không được, cửa sau. Ê, coi chừng nha. Coi chừng làm. Con chó, mày trả cái váy cho tao. Chú Hai. Bả bị mất giấy rồi, để con vô bựng váy cho bả chú Hai. Con chó mới thu chiếc dài, giờ thu chiếc váy mở shop được rồi đó. Ê, thằng nổ, béo. Cái nhà tao hôm nay yên ổn,
từ ngày mày quay cái clip đó lên mày tung lên cái nhà tao nó lộn xộn hết trơn rồi. Đưa đây. Không, mày giải tán cái đám rồi kìa. Mình xui xẻo thôi, mình gặp những cái không hay, bây giờ mình nhức quá tam. Chỉ còn thêm một người thôi, người này uy tín chất lượng. Uy tín chất lượng. Hết đây rồi. Đang đứng ngoài cửa. Đang đứng ngoài cửa phải không? Chú Hai ơi, tao chỉ tiếp một người nữa thôi ha. Một người mà ba trợn là mày biết tay tao á ha. Rồi để binh khí đây tao coi người tử tế. Ai vậy? Mở cửa vô đi. Có hai ai đâu? Hả? Ai đâu? Rồi. Ủa sao bên kia ở ngoài mà ở ngoài kia trong đây hầm như có vong ở trong đây nói ra nè. Ấy trời đất ơi, vô nào chứ trời. Chà. Dạ, con bước từ trong tranh bước ra thiếu nữ bên bông bụp. Trời đất ơi. Tranh đây hả? Dạ, con nãy giờ con vô đây con đứng đây chơi mà. Dạ. Mời chú ngồi. Nhà tôi mà. Dạ, con mời chú ngồi nói chuyện. Này ở đàn nào? Dạ. Du ở đàn nào? Đàn trong. Đàn trong. Đàn trong? Dạ. Ý tôi muốn hỏi là đàn ông hay đàn bà đó. Chú này kỳ, nhìn nó biết rồi. Biết là sao? Đàn ông. Đàn ông? Dạ. Đàn ông mà mặc đồ bông qua, trên tay có cái này nữa. Dạ. Ừ, con rắn. À, trên cổ cũng có con rắn. Dạ. Ê, dạ. Cái này nếu mà coi kỹ là cái này kêu là rắn, người ta kêu bằng xà. Dạ. Mà cái này áo bông kêu bằng xà bông. Mà thêm chữ nữa là chữ bán. Bán xà bông. Không, con không có bán xà bông. Bán xà bông là bóng xà bang đó má ơi. Kỳ vậy em. Ừ. Qua nói nhỏ cho tôi. Ê á. Tôi nói mình biết bao nhiêu lần rồi. Trời, vợ chồng nhau mà sao hại nhau vậy? Nè, mình làm như vậy không có được nghe chưa? Tối nay về là cắt cử. Chú Hai. Ơ, anh ơi. Nó cưng em kìa. Trời ơi. Giống nhà má ơi. Ủa gì chị em hả? Xin lỗi nha má. Chị em, đây. Dạ. Đây. Dạ. Trời ơi, nhà có ba chị em. Ôi trời ơi. Cưng vậy. Trời ơi, nó sớm má. Tránh ra đi má, nói chuyện chút xíu má. Dạ, chào chị. Chị nào, chị nào. Ê, tao gỡ con ve chó trên mỏ mày xuống nha mày. Chị nào. Đây nè, mà nói nghe nè chị, em góp ý nha, bây giờ mình lớn tuổi rồi thì mình để tóc dài cho nó đẹp, đừng cắt đầu đinh kỳ lắm. Con gái đầu đinh không có được. Có nên. Mượn coi chở coi. Ê ba trợ rồi tao quýnh được hả không? Mày nghĩ sao mày nói tao chị mày hả? Ủa hả? Vậy chứ. Ủa? Hả? Đàn ông luôn hả? Chạy thẳng má ơi. Anh vi phạm luật pháp rồi. Vi phạm gì? Người ta hả, một chồng một vợ thôi, anh một chồng hai vợ vậy. Trời ơi mày nữa. Hai vợ nè. Hai vợ tao giỡn với bà đó mà. Tao quýnh mày nha mày. Ê, cái thằng này là hàng xóm, còn này cháu ruột tôi nha. Ủa vậy? Tiếm ăn nói bậy bạ coi chừng nha. Dạ, xin lỗi. Thì có gì mình xin lỗi vậy thôi. Không, tới đây làm gì, tới đây làm gì? Dạ, em xin tự giới thiệu. Em là giám đốc của một hãng thời trang lớn nhất nhỉ Sài Thành á. Dạ, hôm nay em tìm anh tại vì á, có coi Facebook. Có cái vũ điệu còng... còng chiên. Đúng rồi, còng chiên ở trên Facebook á. Coi thích quá cho nên mới xuống đây tìm anh. Đó, để làm gì? Để mình hợp tác làm ăn. Em tới đây á, là công ty em về thời trang mà, cho nên không có liên quan tới với vậy ca nhạc hay thu âm gì hết. Rồi à, cũng không có phải là những cái công ty mà nó lừa đảo. Một thành viên lừa đảo không phải. Vậy là không giống hai người trước không? Dạ. Dạ, cảm ơn thần linh. Dạ, đúng rồi. Bởi vì công ty của tụi em là sẽ đến đây để làm những anh là làm người mẫu. Ngoài cái tài hát ca hát, anh sẽ làm người mẫu. Bởi vì anh có một cái... Thôi rồi, anh đứng lên đây giùm em, anh đứng lên giùm. Làm ơn xoay một vòng. Em tìm khắp cây Việt Nam chưa có ai có cái thân hình chuẩn như anh. Tướng này mà chuẩn. Chuẩn mà anh. Giống cả đó. Việt Nam không có ai có thân hình ba vòng bằng một. Một, hai, ba bằng nhau hết không có. Đúng khen, không? Khen chú Hai này khen. Nói nghe cũng hãnh diện thiệt. Dạ. Nhưng mà nó sai thực tế. Lại thần linh, trời ơi tôi không muốn chịu rõ đâu nha. Ha. Không có gì hết. Không gì sai hết. Đây, chúng ta sẽ làm như thế này. Là sao? Là công ty của em có một cái đội ngũ thiết kế. Chúng em sẽ thiết kế một cái bộ thời trang đi trước thời đại nha anh. Thời trang để dành lên vũ trụ phải không? Bậy. Đi trở anh ta bận đồ vũ trụ rồi trở anh bận thời trang chi? Của em có một đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư, luật sư rất là giàu kinh nghiệm. Đừng có trời ơi, luật sư là có ăn cắp mẫu kiện. Hiểu không? Đó, tụi em sẽ làm về cái dạng
đồ lót. Đồ lót cho online. Online fashion. Fashion underwear. Wow. Ủa chú Hai, chú Hai bận bộ đồ đó vô là giống như là Kim Theo luôn á chú Hai. Kim Theo là ai? Kim Tèo á. Phải đặt tên chú Hai nghệ danh. Này, chú biết không, cái bộ đồ đó làm gì? Nó làm từ những sợi cơ cô tông rất mỏng mỏng lắm. Nó sẽ co giãn 4 chiều sẽ ôm ôm trọn hết phần cơ thể. Sát này không? Sát này không? Sát được không? Dạ không, sát hơn. Sát vậy nữa hả? Dạ. Nhưng mà đặc biệt đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, đứng dậy, tại đứng dậy bình thường là ấn ra quen người ta bình thường, còn dành cho all man fashion của tụi con á là nó cao lên tới đây rồi nè chú. Đúng không? Rồi những cái dòng như đây, dòng hai như thế này, bận vô một cái húp nó mất luôn chú. Wow, hay quá chú ơi. Ui. Nó làm sắc. Nếu mà chú bận thường đó, tại vì tụi con có những cái sợi gân trên cái đó, chú bận thường nó ngấn vô bụng thành sáu múi luôn. Có cần sáu múi đâu mà. Dạ. Mà dài đâu có cần sáu múi, một múi là tốt rồi. Không, sáu múi nó cũng đẹp chứ chú. Dạ. Vậy là bộ đồ thiết kế bằng những sợi cô tông thông minh nó bó sát vô trong người. Dạ đúng rồi, bó sát nhưng mà vẫn thở được. Thở được. Lương bổng thì tôi biết là rất là cao phải không? Dạ, 91, tụi con 9 chú chơi 1. Cảm ơn thần linh đã dìu dắt một cái con này tới đây. Dạ, để cho con thử cái độ bền của cây chổi trà nhà con. Dạ. Ủa là sao chú? Tổ bà mày, mày nghĩ làm sao á? Một cái clip của cái thằng quỷ sống nó đưa lên trên mạng, rồi mày tới đây mày thấy người ta like vô nhiều, rồi mày lợi dụng cái chuyện đó, tụi bay bay bu vô tụi bay kiếm ăn. Trời ơi, tụi bay lợi dụng truyền thông, tụi bay làm những cái chuyện như vậy. Tao nói thiệt, tao phải quýnh mày. Trời ơi, loạn tiền thấm rồi, loạn tiền thấm rồi. Anh Đình Toàn thấy chưa, rõ ràng mạng xã hội giúp chúng ta rất là nhiều điều, giúp chúng ta gần nhau hơn. Có những người cách xa nửa vòng trái đất luôn, nhưng mà nhờ mạng xã hội chúng ta vẫn có thể gặp gỡ và trò chuyện với nhau mỗi ngày. Và quan trọng hơn nữa là chúng ta có thể cập nhật được những thông tin rất là bổ ích. Nhưng mà ngược lại chúng ta phải biết chọn lọc, đúng không anh? Chúng ta đừng tự biến mình thành nạn nhân của mạng xã hội và truyền thông anh ha. Đúng rồi, gia đình ta nghĩ một trong những việc chọn lọc những thông tin bổ ích đó là theo dõi chương trình Danh Hài Đất Việt. Quý vị thân mến, đến đây thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Đình Toàn và Lê Khánh rất buồn khi phải nói lời tạm biệt quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.